10 đúng không? Dạ, bảng 10. Dạ. Thì bảng 10 là căn bản của người Phật tử. Dạ. Mà người Phật tử thì ở đây là Ngài Satila, Ngài nói thì có hai hạng người Phật tử. Một người là hạng người Phật tử là theo tính cách truyền thống, họ chỉ là đi theo cái tình thức của ngày xưa thôi, chứ không có đi theo cái đường lối mà giờ ta phải tu tập. Cái điểm thứ hai đó là cái người mà Phật tử là cái người là phải biết là ba điều mà Đức Phật thường hay nói là chứng ác mật tác, trước khi hoàn thành tự tỉnh thì ý đó. Thì chư Phật giáo á, cái đó đó là cái bài Phật tử, được cơ bản của Phật tử là thấy chưa. Nay ta đi qua phần tiếp tục, cái phần mà học Abhidhamma về cái tâm. Như chúng ta đã qua cái phần là tâm á, thì chúng ta đã biết rồi á, là chúng ta có giải thích cho là tháp sinh lý nó có tất cả là bốn phần nè, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và cái thứ hai nữa đó là cái phần mà chúng ta biết qua đó là ba cái đặc tính hay là ba cái ý nghĩa của pháp siêu lý là đặc biệt không thay đổi. Cái thứ hai nữa là chủ của một pháp chế định. Thứ ba nữa là cả cái kiếp về cao siêu. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà từng bước, đó là ta học về từng một pháp siêu lý. Và pháp thứ nhất là chúng ta đang học bảy bữa nay là ta học về tâm siêu lý, đó là chúng ta học về tâm siêu lý. Thì khi ta nói tới tâm siêu lý á, là chúng ta nói đặc biệt của nó, bản chất của nó cũng vậy thôi không nè. Chúng ta nói nó là đặc biệt, nó cũng không thay đổi. Mình sẽ khai thác ra sao đặc biệt không thay đổi nè. Rồi nó là cảnh với trí tuệ cao siêu. Nó cảnh với trí tuệ cao siêu, cảnh vô trí tuệ cao siêu ta cũng có biết được. Rồi cái thứ hai và thứ ba nữa là nó là chủ của mọi chế định. Cũng vậy thôi, chủ của mọi chế định. Thì chúng ta sẽ qua cái phần là cái tâm là chúng ta hôm nay ta học là cái bia, nó còn có ba cái ý nghĩa đó. Dạ. Hiểu chưa? Rồi nay ta đi qua cái phần mà gồm cái ba ý nghĩa đó thì nay chúng ta đi từng bước. Đặc biệt không thay đổi của tâm là gì? Tức là gì? Nó luôn là sanh, sanh diệt, luôn sanh diệt. Cái phần tử nghe kịp mà. Nó luôn luôn là đặc biệt không thay đổi của nó là gì? Là nó không có thay đổi, là tính chất của nó gì, nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, nó liên tục như vậy, nó không gián đoạn. Do đó nó đặc biệt của tâm siêu lý là gì? Đặc biệt không thay đổi là sanh diệt. Tự nhớ nha, khi nó tới sanh diệt á là đặc biệt đặc tính của nó, được chưa? Dạ, cảm ơn. Rồi trí cảnh giới trí tuệ cao siêu á là nó biết đối cái gì? Biết được các tầng trời, biết được các tầng trời. Ta biết đến các tầng trời hả? Các cõi giới, các sắc giới. Ta biết được các sắc giới, vô sắc giới. Được chưa? Dạ, Niết Bàn. Ta biết được. Ta được biết được Niết Bàn. Được chưa? Đó, thì như vậy đó. Thì đặc biệt của tâm siêu lý về cảnh trí tuệ cao siêu là gì? Nó biết được các cõi trời, sắc giới, vô sắc giới. Và nó biết được tên Niết Bàn là cái đó là tâm siêu lý nó làm được đó. Chủ của mọi chế định, chủ của mọi chế định là trong tháp thế gian này, tháp thế gian nó biết được ba thế gian, tất cả những pháp nào thuộc về thế gian thì nó tìm biết cả. Thế mà về thế gian thì chúng ta sẽ biết là tháp thế gian nó gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì chủ của mọi gia đình tâm đều biết cả, nó biết hết tất cả mọi chuyện pháp thế gian này. Vậy thì ở đây là trí tuệ cao siêu nó biết được pháp gì? Pháp siêu thế, nó được biết là pháp siêu thế. Thấy chưa? Nay ta qua cái phần đó là tâm siêu lý đó. Nắm được chưa? Vậy thì khi mà ta nói tới chữ siêu lý, nó có ba ý nghĩa không nè? Đặc biệt không thay đổi, cảnh biết trí tuệ cao siêu, chủ của mọi pháp chế định. Nhưng mà bây giờ ta đưa cái tâm siêu lý vào thì chúng ta bắt đầu ta nói tâm siêu lý nó có ba ý nghĩa của siêu lý như thế nào. Biết của nó đó đặc biệt không thay đổi cái gì, nó luôn luôn là sanh, sanh diệt, biết tên nghe kiệt ha. Rồi cảnh của trí tuệ cao siêu là gì? Nó biết được các cõi trời, sắc giới, vô sắc giới và thậm chí nó biết được niết bàn, được chưa? Hay là ta nói nó biết được pháp siêu, siêu thế. Chủ của mọi chế định
là nó được biết về mặt pháp hiệp, hiệp thế, nó biết được tất cả cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phải chưa? Đi nhanh không? Sư đi khai nhanh không? Không. Có hả? Có người ta vô nữa rồi đó. Phải chưa? Rồi ha. Đó là pháp siêu, siêu lý, tâm siêu lý. Tâm siêu lý, cái biết của nó không thay đổi là gì? Sanh diệt. Đặc biệt của nó không thay đổi, đó là luôn luôn sanh và diệt. Cái thứ hai, cảnh của trí tuệ cao siêu là nó biết được các cảnh trời, sắc giới, vô sắc giới và niết bàn. Đây là nó biết được siêu, siêu thế. Chủ của mọi chế định là gì? Nó biết được pháp, pháp diệt thế. Kể chưa? Rồi ha. Và chúng ta đi qua vấn đề. Rồi. Chúng ta nói tới tâm, đúng không? Bốn ý nghĩa của tâm, đúng không? Bốn ý nghĩa của tâm. Ở đây quý Phật tử lúc nào chưa có cái quyển sách tổng hợp nội dung trong thi pháp nè. Chúng ta quý Phật tử là chưa có ghi danh sách để cho lớp, đi lên cho lớp và lớp được phát cho quý Phật tử yên tâm. Có không? Sách bên cạnh kia đó ha. À, quý Phật tử nào chưa có đó, quý Phật tử nên lấy ha. Tại cái đó, sư sẽ đi sát vô trong cái chương trình giáo án của quyển sách đó. Nên quý tử nào chưa có thì quý tử nên lấy quyển sách đó về làm tài liệu để mà chúng ta học cho nên tri sát. Thì ta thấy là chúng ta có tập 2 là chương 4, chương 5, chương 4 và chương 5 người ra khỏi, quý tử sẽ nghe được người ra khỏi. Rồi cái tập 3, tập thứ 3 là chương 6 và chương 7 thì quý tử sẽ biết là tất cả các cái phương pháp về thế gian và sắc pháp, không sắc và sắc pháp. Và cái chương tập 4 á là tập chương 8 và chương 9 là pháp thiền trị và thiền quán. Quý tử sẽ đi thẳng của ngài Chutika. Mà quý tử sẽ thấy qua cái quyển sách của ngài Chutika và giới thiệu qua thiền trị và thiền quán, quý tử sẽ thấy nó khác biệt rất là nhiều. Được chưa? Rồi chúng ta đi qua phần thứ nhất đó là tứ nghĩa của tâm. Trạng thái của tâm là sao? Là sanh, sanh diệt không ngừng. Được chưa? Rồi phận sự của tâm là gì? Phận sự của tâm là dắt dẫn hay là dẫn dắt tâm sở, dẫn dắt tâm sở đến với cảnh, đến với cảnh, nghe chưa? Đến với cảnh. Rồi sự thành tựu của tâm là gì? Là biết cảnh hay là kháng khích trong cảnh, kháng khích ở trong cảnh. Khi mà cái tâm á mà nó có cảnh rồi đó, nó kháng khích ở trong cảnh không rời nha, quý tử nghe kịp không? Cái đó là cái đặc biệt của tâm, thấy chưa? Thành tựu của tâm là gì? Biết cảnh và kháng khích ở trong cảnh, nó không rời cảnh, quý tử nghe kịp không? Rồi là nhân sanh cái đó, nhân cần thiết của nó là phải có danh sắc, phải có danh và sắc, có nhân sắc, là có con người của ta nó mới ra được cái tâm này. Nếu con người chúng ta không có thì tâm nó không có sanh, hiểu chưa? Tứ nghĩa của tâm là gì? Trạng thái của tâm là gì? Là sanh diệt. Phận sự của tâm là gì? Nhất dẫn tâm sở đến với cảnh. Sự thành tựu của tâm là gì? Là biết cảnh hay là kháng khích trong cảnh, không rời xa cảnh. Chúng ta nghe kẹp ha. Và nhân cần thiết của tâm là gì? Phải có danh và sắc. Nếu không có hai đối tượng này ấy, thì tâm nó không có sanh ra được. Rồi chưa? Tứ ý nghĩa của tâm. Rồi chưa? Rồi chúng ta qua phần gì? Tứ nhân sanh tâm. Có cái quyển này cây này không ạ? Cái này có phần hả? Vì mà nó có nói cho mình biết. Cái gì cái này đẹp hơn biết gì? Rồi chưa? Tứ nhân sanh tâm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Nghiệp quá khứ. Phải có nghiệp sanh ra nó. Nghiệp quá khứ. Rồi cũng vậy thôi. Cũng chết nữa. Rồi. Cái thứ hai là tâm sở. Thứ ba nó phải có cảnh nhân sanh ra nó. Thứ tư là thần kinh, nó phải có thần kinh. Nếu không có thần kinh nương tựa vào thì tâm sanh không được. Cái tên nghe kịp không? Là tứ nhân sanh tâm. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là tâm sở, thứ ba là cảnh, thứ tư là thần kinh. Nó phải có bốn cái đó nó mới sanh ra tâm. Do đó qua khi chúng ta học về phần cái này rồi đó thì chúng ta sẽ thấy Abhidhamma giải đáp được câu hỏi
mà một số chúng sanh xưa kia được thực nghe, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả tâm được là tất cả vật thể trên thế gian này đều do tâm mình tạo ra. Cái câu đó đó nó không có phù hợp được. Nhất thiết duy tâm tạo thì khái gì sanh ra tâm, đi từ nghe kẹp không, nó bị kẹt cái câu đó. Do đó cái phần là duy thức luận hay là duy thức học họ đứng lại tại đó đó không giải đáp được. Vì sao? Tướng nhân sanh tâm mà chúng ta sẽ thấy ở phần duy thức học hay là duy thức luận chỉ có 7 cái tâm thôi, ngoài ngũ sanh thức ra a là nhận thức và mạt na thức. Còn ở đây chúng ta học tới 121 cái tâm nè, cứ đừng nghe kịp ha, nó không đứng lại trong quãng cái chạm chế có 7 cái tâm thức đó mà thôi. Do đó đó khi chúng ta đi vào thẳng vào trong 121 cái tâm thức này đó, chúng ta thấy rằng là hết sức là chi tiết và rõ ràng đầy đủ hết tất cả những yêu cầu chúng ta. Như nói ta nói nó là cuộc cảnh với trí tuệ cao cao siêu. Và thứ hai nữa, đánh đổ được câu nói mà xưa kia con người Việt Nam chúng ta học nghiên cứu đó gọi là tiềm thức. Như từ khi mà cái từ không có nên dùng cái chữ tiềm thức. Tiềm thức đó là cái tâm thức đó nó ngủ ngầm. Giống như ta nói tàu ngầm ta gọi là gì? Tiềm thủy đỉnh. Tiềm thủy đỉnh là chiếc tàu ngầm ở dưới đồng nước. Tiềm là chìm sâu ở dưới, thủy ở dưới sâu dưới nước, nên ta gọi là tàu ngầm là tiềm thủy đỉnh. Thì thế khi ta nói tới tiềm thức này đó là tâm thức nó chìm sâu. Chìm sâu ở đâu? Tiềm thức của tâm, tiềm thức ở trong trung tâm. Cái đó không có đại khai giải không được. Cái đó người ta nghe kịp không? Do đó cái chữ tiềm thức này chúng ta cũng phải nên gác bỏ qua một bên. Khi ta học về Abhidhamma của Đức Phật rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả được giải thích nhất thiết duy tâm tạo. Như thế thì tất cả mọi vật thể trên thế gian đều do tâm tạo. Thì cái núi tâm mình tạo được không? Sông mình tạo được không? Biển mình tạo được không? Lá xanh ta tạo ra cái lá vàng được không? Hay là chúng ta làm ra được mặt trời, mặt trăng được không? Tất cả chúng ta đứng lại bó tay trước những trường hợp đó. Do đó đó thì câu mà nhất thiết duy tâm tạo được gác bỏ qua một bên trước khi ta học về tâm Abhidhamma. Do đó những duy thức luận, thành sắc luận, câu sắc luận hay là những các pháp môn mà tất cả các tổ viết về luận á, không có đi vào trong thẳng về trong vấn đề của Abhidhamma dạy đó. Do đó các quý Phật tử sẽ thấy tứ nhân sanh tâm, khi nói tất cả tâm là do tất cả vật thể trên thế gian này, tất cả mọi pháp trên thế gian này do tâm tạo, thì nhân sanh nào các tâm, chúng ta phải nói đồ đạc trong nhà của ta đều là cho cha mẹ ta làm ra, thì người nào sanh cho cha mẹ ta? Ai là người sanh cho cha mẹ của ta? Mình nói tới ông bà, rồi ông bà ta ai sinh cho ông bà? Mình nói tới ông cố thôi, ai sinh ra nè? Chúng ta nói một hồi chúng ta bị ca nghẹt vào trong cái ai sinh tài giá bất khả từ ngày. Còn ở đây chúng ta sẽ lấy tứ nhân sanh ra tâm, thì tâm đã có sự lệ thuộc bởi nhân sanh và nó, thì nó có sự liên hệ từ đó đó, nó mới làm ra được tất cả các pháp mà nó có khả năng làm được. Quý tình nghe kịp à? Còn nếu như không á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả chúng ta đặt ở trong phần về gì? Duy thức, chỉ có tâm thức mà thôi. Nhưng mà thật ra trong tâm thức á, nó còn liên quan với vấn đề gì? Danh và sắc sinh ra tâm thức ta nữa. Quý tình nghe kịp à? Do đó đó, khi chúng ta học về tại đây, nội trong bốn hai pháp ý nghĩa của tâm hay là tứ nhân sanh tâm á, là chúng ta đã giải đáp được tất cả những danh từ mà xưa kia chúng ta lầm lẫn, người ta nói là tìm tức là tâm ngủ ngầm ở trong đâu, tâm ngủ ngầm ở nơi đâu, chúng ta cũng phải dạy chưa đầy được. Thì thực ra là gì? Không có tâm chìm ở dưới, không có tâm chìm. Nếu nó chỉ có là cái tâm khi chưa biết cảnh, hay tâm mà chưa có cảnh, hay là cảnh chưa có đó, nó gọi là tâm phủ phần, tiếng Bali gọi là phá quần gác, tức là pha quá và ăn gác, nó gồm có pha quá và ăn gác. Ăn gác là chi phần, pha quá là kiếp sống. Do đó đó, chi phần này giúp đỡ cho sự sống này còn được còn tồn tại, nên ta gọi là tâm phủ phần. Ăn gác là chi phần, pha quá là kiếp sống. Cái chi phần này giúp đỡ cho cái kiếp sống này được tồn tại, lúc đó chưa hòa diệt đó, nên nó gọi là hữu phần, nó đang hiện hữu, nó đang có mặt, là nó không chưa diệt, nó gọi là tâm hữu phần, chỉ chưa có cảnh. Nhưng mà khi mà cảnh đến thích hợp rồi đó, thì những cái tâm hữu phần này nó sẽ nhường qua một bên để cho những tâm mà đối tượng của cảnh đó đó đến bắt lấy mà giải quyết được vấn đề là gì? Biết sanh diệt và biết cảnh kháng khích trong tâm, cảnh khích trong tâm. Thì tự nghe kịp ha. Do đó, khi chúng ta nói tới vấn đề này,
thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là gì? Tứ nghĩa của tâm, trạng thái là sanh diệt. Khi tâm ta sanh diệt, từ khi sống cho tới chết, cho từ kiếp này cho tới kiếp chết, là kiếp đấy nói nhau mãi như vậy đó. Khi nào nó chấm dứt? Chấm dứt khi tâm tử của bậc A La Hán, tâm tử của bậc A La Hán thì lúc đó chấm dứt cái trầm tâm thức của chúng sanh. Còn nếu như ta chưa tới cái này ấy, là chúng ta còn sanh sanh diệt diệt mãi cho tới khi nào chúng ta tới giai đoạn này. Thì ta nghe kìa ha, không biết quốc tử sẽ đến lúc nào, quốc tử sẽ đạt được tâm tử bậc A La Hán lúc nào, sư chưa không có, sư không có nói được trong lúc giai đoạn này, tại vì sư còn đang kiểm soát tầm của phật tử, do đó thì sư không có nói được không tử sẽ đến tâm tử của bậc vua A La Hán được. Quý tử nghe kịp không? Khi nào mà quý phật tử đạt tới đây, sư sẽ báo động cho quý tử biết. Nghe kịp ha? Giờ đó còn giai đoạn này chưa có thì chúng ta cứ tạm thời là chúng ta còn đang sanh sanh diệt diệt. Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp ha? Rồi. Những hành thành phụ thuộc của tâm sở đó là nó đến với cảnh, làm cho cảnh với tâm gắn kết với nhau. Do đó biết cảnh mà gắn kết trong cảnh. Mà cái tâm mà biết một cảnh rồi đó là nó gắn kết trong cảnh nó hoài, nó không ra. Chỉ có một cái cảnh khác mạnh hơn làm ta lôi cuốn ra đó thì ta mới ra được cái cảnh đó. Chứ còn không, tâm nó bắt rồi đó nha, nó không có ra. Vì tôi nhớ cái đó. Do đó là cái sự thành tựu của tâm của tôi phải cảnh là khi mà tôi khai thác được bốn nghĩa của tâm này không đó, là đi vào pháp hành đó, cái tôi sẽ giải đáp được một vấn đề mà chúng ta đang biết mất đối tượng của nó. Vậy thì khi chúng ta thấy một cái âm thanh hay là chúng ta nghe một âm thanh mà chúng ta thích rồi đó, thì cái âm thanh nó còn tồn động ở trong tâm của ta không? Còn đấy là khi tâm nó âm thanh nó mất rồi, chúng ta nghe kịp âm thanh nó phát xuất từ bên kia, nhưng mà chúng ta thâu vô lỗ nhĩ của ta và chúng ta biết được là tâm nhĩ thức ta bắt được cái âm thanh đó lên đó, thì khi âm thanh nó đã hết rồi nhưng mà tâm ta còn giữ nó lại. Chúng ta nghe kìa, âm thanh vẫn chưa hết, vẫn không có quên được đó, nên gọi là khắng khích trong cảnh. Chúng ta nghe kìa không? Cho đó khi mà quý tử sẽ thấy đến cái giai đoạn mà quý tử đi vào pháp hành đó, khi chúng ta bắt được cái cảnh đó, khi bắt được cái cảnh đó là cái cảnh đó là gì? Cảnh quá khứ chứ không phải cảnh hiện tại. Nghe kìa ha, cái cảnh là cảnh quá khứ không phải cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại đằng kia nó vô tới bên ta là cảnh thuộc bát quá khứ rồi. Tôi nghe kịp á, phải biết như vậy á chúng ta mới bắt được, hiểu được và chúng ta không có quên được. Là khi ta bắt được cảnh quá khứ như vậy tức là tâm ta chặn lại, nghe kịp không? Chặn lại để mà biết lại và hiểu được lại và nắm bắt lại. Cái đó gọi là gì? Chúng ta cũng là tưởng ở trong cảnh, không có chánh niệm trong cảnh. Để tự nghe kịp ha. Rồi khi quý tử làm liên tục như vậy đó, làm liên tục như vậy đó, thì cảnh nó đến quý tử càng ngày nó càng rõ hơn, càng ngày nó càng rõ hơn đó, thì lúc đó quý tử sẽ thấy là gì? Cảnh nó có trong tâm ta và tâm ta đang ở trong cảnh đó. Lúc đó ta tách rời ra khỏi cái trạng thái cái của tôi và chúng ta đang biết cảnh mà thôi. Thì tự nghe rằng tâm chỉ còn biết cảnh mà thôi, chúng ta không còn biết cái của tôi. Lúc đó quý tử mới thấy cảnh nó rõ lên. Nghe kịp không? Nghe kịp ha? Cái đó khi quý tử vào pháp hành, sư sẽ nhắc là quý tử làm điều đó. Cái đó khi chúng ta nói rằng khi chúng ta biết cảnh và khắng khích trong cảnh, khi chúng ta biết trong cảnh và khắng khích trong cảnh là cái đó là quan trọng lắm. Khi mà chúng ta không nắm được cái đó thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sống ở trong tưởng của cảnh quá khứ, cảnh quá khứ. Mà đạo quả đó, đạo quả Niết Bàn này ấy, là phải bắt cảnh hiện tại chứ không có bắt cảnh quá khứ được. Quý tử nhớ như vậy đó. Khi ta nói đến Niết Bàn là cảnh hiện tại chứ không có nói tới cảnh quá khứ được. Mà cái những gì mà chúng ta có biết đó là chưa phải là Niết Bàn. Niết Bàn sẽ đến mức rất là nhanh. Và ngay khi mà đến rất là nhanh đó thì chúng ta sẽ có cái niệm chứ không có cái tưởng. Xin nói với tôi nghe, khi mà cái búa mà cái tử đóng đình, bảo là cái tử lấy cái búa cái tử đóng đình, mà khi cái tử quất cái búa vô cái đầu ngón tay của tử đó, mà cái tử không đánh vô cái đầu đình mà cái tử đánh vô cái búa vô đầu ngón tay của tử, cái đầu tiên đó cái tử biết không? Không biết, chẳng dám hết trơn. Quất mạnh mà, quất thiệt mạnh không?
Cái tên nghe chuyện xin đấy không? Cứ tự đầu tiên, cứ tự đâu có ngờ là cứ tự đánh cái vô đầu ngón tay của tôi đâu. Thẳng nè, cứ tự đánh vô cái đinh. Nhưng mà hút quá mạnh rồi. Vô cái búa mình, vô cái ngón tay mình thì sao? Tê đi hết. Nhưng không, nhưng bầm tiếp là mình đã rồi. Mình đã đi. Nhưng mà đầu tiên á, cứ tự nói cho sư nói cái cảm xúc của tự đó. Cái ghi nhớ của tự đầu tiên đó là gì? Không biết tá nhá lần cái vậy đó. Rồi mới đồng ý chưa? Rồi xong sau cái tự nói ô đau quá. Rồi mới tự đem câu chuyện nó mới tự kể lại. Chứ chuyện nó đã hết rồi. Mày hiểu không? Mới tự nghe kìa không? Chân chát hiểu mà mạnh lên cái đó đó. Niết bàn đó. Còn quay trở lại là nhớ lại. Chứ không phải niết bàn. Cái tự hiểu chưa? Nhớ, giờ xin nghe. Tôi nói là khi là cảnh tới mình đã biết cái cảnh đó, biết qua thứ rồi. Dạ đúng rồi. Qua thứ rồi, chứ là mình thấy không thấy được sự việc của nó, bởi vì là khi mình cái hai nó tới thì tức là cái đó là cái thứ gì rồi. Dạ. Đầu tiên sự việc rồi. Dạ. Sao mình biết được? Rồi mới nắm đúng. Dạ chưa? Yeah. Chính cái đó mình tự sẽ thấy nè nha. Cái này là kỹ thuật cái cẩn thận nha. Xin nói cái này. Thực nghiệm nha, từ nha. Khi mà lo ngủ. Khi mà ngủ lộ ngủ lắm đến, khi mà lộ ngủ đến thì nó đến bằng cái cửa, năm cái cửa giác quan, đúng không? Dẫn nhĩ thị thiệt tha, đúng không? Mình từng nghe kèm không? Thì nó đến có những cái gì? Sát thân, khí, vị và xúc, đúng không? Nó đến năm cái cửa giác quan, năm cái cảnh này nó đến với tự. Nhưng mà cái này á, hoàn toàn nó đến với tự đó, thuộc vào quá khứ, đúng không? Rồi lắm à. Tôi nghe kẹp ha, không có cái hiện tại được. Cảnh nó đến của tôi toàn là một quá khứ, của tôi đem vô là quá khứ, nghe kẹp chưa? Từ từ nha, nắm nè, tôi đừng có ghi cái chút xíu nó qua cái giai đoạn này rất là quan trọng. Tôi nghe kẹp không? Nhưng mà khi mà cảnh sắc nó đến với tâm của tự nó, thì của tự chỉ qua có một sắc na tâm mà, là tâm nhận thức bắt cái cảnh sắc thôi. Tôi nghe kẹp không? Tâm nhận thức bắt cảnh sắc rồi có một sắc na tâm thôi, rồi tất cả những cái sắc còn lại mà quý tử thấy đó nó thuộc là pháp, phải không nào? Nó đâu còn là cảnh sắc đó nữa. Tâm nhận thức nó bắt có một sắc na tâm thôi, quý tử sẽ thấy. Tại quý tử chưa học hội trình tâm á, nó sẽ trình bày cho quý tử thấy rõ thế này. Khi mà tâm khai ngũ môn, mấy cái em nó bắt đầu té rồi. Được chưa? Rồi, khi mà tâm khai ngũ môn nó mở cửa cho tâm nhận thức. Tâm nhận thức thâu lấy cảnh sắc. Thì sau đó là tâm này là tâm tiếp thâu. Sau đó tâm này là tâm thẩm tán. Sau đó tâm này là tâm đón định. Đón định. Đón định. Và kiếp tiếp đó là 7 cái dòng sắc na tâm. Để 7 dòng sắc na tâm này là tâm động lực để mà biết cảnh, hưởng lấy cảnh. Được chưa? Rồi nếu có cảnh dư thì ta có hai cái na cảnh. Cái là tại vì tự chưa có học tới cái phần này. Rồi xong xuôi nó trở lại tâm của phàm. Rồi. Như vậy thì khi mà cái cảnh sắc đó trong cái Phật tử đó, nó chỉ có một cái sắc na thôi à, là tâm nhận thức thôi. Âm thanh đến của tự chỉ có một sắc na tâm, tâm nhị thức thôi. Nó đưa là tâm tiếp thâu, tâm thẩm tán, đón định. Nó không còn cái tâm nào biết cái nó nữa. Tất cả nó được giữ lại qua những chức năng của tâm đối diện của nó. Nó tiếp nó để làm việc đó. Chính do đó đó, quý vị phải thấy tất cả sắc, thinh, khí, dị, xúc nó đến có một sắc na tâm mà. Và trở lại tất cả những cái cảnh ngũ này đó thuộc là cảnh pháp của ý môn. Dạ, không, pháp ha. Quang, từ. Nó trở thành là cảnh pháp của ý môn. Nó ý môn tức là gì? Thuộc tâm ý, ý thân nó biết. Được chưa? Rồi khi mà pháp nó đến với tự đó, khi mà pháp nó đến với tự đó, cái cảnh sắc này đến như này, nó chuyển qua đây, nó thành là cảnh pháp. Nó không còn là cảnh sắc nữa. Cảnh pháp. Rồi tiếp tục tự hưởng lấy cảnh pháp này qua cái trạng thái tâm được thức. Đem cảnh sắc vô trong cái tử. Nghe kịp nha. Thầy xin trình bày quý tử nghe tiếp nhé. Cái hình ảnh quý sư và quý học tử đứng ra chụp hình, đúng không? Chụp hình xong xuôi rồi đó,
thì khi cái máy nó click lên một cái rồi đó, cái máy nó click lên một cái, nó click lên một cái, nó bắt được cái hình đó xong rồi đó, thì không còn sư và các Phật tử đó nữa, nó giữ cái hình đó thôi, phải không nào? Rồi bây giờ từ đó mới tự in ra hình ảnh nó toàn bộ là toàn là gì, cảnh pháp không mà chứ không phải cảnh của sắc nữa, cảnh pháp của sắc mà ta đã thâu vô bởi cái máy này. Tôi nghe kịp chưa? Nghe kịp à? Còn từ nơi đó đó, người ta nhìn thấy cái cảnh đó đó, người ta nói là tôi trong đây hay là của tôi trong đây, hình tôi đang ở đây, một số người đang đứng với tôi đây, là cứ tự chạm lại thôi, nó qua rồi. Một sát na mà cái máy nó click lên cái thôi là sau đó cái hình này không còn nữa, số người này không còn nữa, hiểu chưa? Dạ chưa, tất cả người dính cho tờ giấy rồi đó. Cái đó mới mới nghe kịp chưa rồi ha? Rồi nghe kịp chỗ này đó, thì ngay khi đó đó là khi mà có tự nhìn những cái cảnh sắc mà có tự đang coi đó, là cái trạng thái trạng lợi của những tâm thức này nó đem vô cho cái thầy này hưởng lấy cảnh này. Tự nghe kịp không? Thì cái này thuộc là pháp của cảnh sắc do tâm nhận thức truyền vào, đây là cảnh pháp chứ không phải là cảnh sắc nữa. Thì chưa hiểu hiểu không nào? Được chưa? Thì lúc bây giờ cái cảnh này, cảnh hiện tại hay là cảnh, cái này là cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh quá khứ, hiện tại của tâm động lực mà là quá khứ của tâm nhận thức bằng cảnh sát, hiểu chưa? Thiếu tự bắt được cảnh hiện tại đó, của tự mới theo cái cảnh đó, của tự thấy sự sanh diệt và đập tướng vô thường khổ đau vô ngã tại nơi đây, tại nơi đây chứ không phải tại nơi đây. Cứ tự lên cái lộ trình tâm của tự sẽ thấy rõ đó, cứ tự nghe kịp ha. Vậy thì khi mà tâm đã bắt lấy cảnh, khi tâm đã bắt lấy cảnh rồi nó khắc khích trong cảnh, cái đó đó là quý tử nghe kịp, cảnh đó, đó là cảnh hiện tại, nghe chúng ta có chánh niệm với cái pháp đang hiện bài chứ không phải là cảnh của ngũ, cảnh ngũ môn, kịp không? Sắc thân khí vị xúc chỉ có một sát na tâm đến với ta thôi mà nó làm chúng ta đau khổ cả một kiếp vậy đó. Hiểu không? Hiểu. Có một cảnh, nó một sắc na thôi làm ta đau khổ một kiếp vậy đó. Nhiều khi còn nhiều kiếp nữa. Phải không nào? Bao nhiêu buồn vui lẫn lộn trong cái sắc thanh khí vị xúc này nè, mà đem chúng ta quá trời nhiều kiếp đó. Chỉ có một sắc na tâm thôi, nó bắt vô một cái rồi nó giao lại cho anh ý thức hết à. Và anh thích ức thức nó nuôi, anh ý thức anh nuôi dưỡng mà trong cái trạng thái mơ mộng tưởng tượng của anh thôi, và anh khấn khích trong đó, anh không buông ra. Cứ tự nhìn thấy cái hình ảnh của tự hồi 25 năm trước, cứ tự thích không? Hết. Thôi không trả lời nó, có thích không? Tại vì nó trẻ không bây giờ đúng không? Mà cứ tự có muốn được như vậy không? Muốn không được, chỉ mà cứ trả lời nó, muốn có không được, nó đã đi, đi qua rồi. Cứ tự nghe kịp chưa? Chính cái đó đó là những cái trạng thái kháng khích trong cảnh của ta không buông ra nãy giờ sẽ nói đi nó lại là như vậy đó. Tự nghe kịp không? Kháng khích mãi à, không có buông ra. Giờ cứ tự giữ bao nhiêu tấm hình cũng vậy đó, giữ hoài à, hết cái ngâm bông luôn. Còn hết bao nhiêu cái máy memory, cái chữ giữ, cái cắt giữ, cái cắt giữ, còn nó còn nhiêu đó, hoài còn hoài vậy đó, không thay đổi mà. Nó vượt cái không gian và thời gian là định luật của vô thường luôn mà. Thì giữ hoài cái đó đó là quý tử bị ở trong cái kháng khích, trong cảnh. Quý tử không có đi đến trí tuệ cao siêu được. Quý tử ở trong gì? Chủ của một chế định. Hiểu chưa? Rồi, giờ xin nghe. Xin hỏi xin. Dạ, bởi vì cái kháng khích là tại vì cái tâm sở của mình tham sân si, không phải tâm là tâm sở, tâm là phụ, tâm sở là phụ thuộc tâm, rồi tâm. Rồi vậy tâm sở nó cái tham sân si, dạ xin hỏi rồi, tâm nó cái tham sân si có nó dẫn tâm sở tới tham sân si đó. Con chỉ có
tưởng là chỉ tưởng là chỉ có biết là tham sân si, mà tâm không tham sân si, tâm không tham sân si hả? Tâm là chủ của tham sân si đó, nhưng mà nó bất thiện, nó kéo tâm sở mình, nó dắt tâm ra sở đi theo ông thầy, dắt học trò theo mà. Nhưng mà ông thầy không có, không có tham, có không tham, ông thầy một tham dẫn con, nếu có thể nghe kịp không? Với cái tâm tham này nó dắt các ta tâm sở này đi theo để mà hiện bài tâm tham mà. Tới đó chút xíu người ta, người ta nghe kịp không? Vậy sẽ trở lại, người ta nghe việc pháp hành một chút nào, chút xíu người ta nghe coi. Rồi người ta chút xíu ngồi người ta có thấy. Nên nha, trở lại ha. Khi mà chúng ta kháng khích trong cảnh, cảnh đó là cảnh gì? Cảnh đó là cảnh gì? Cảnh phá. Người ta nghe kịp nha. Con chó nó sủa, cái tiếng sủa của con chó đã đau qua rồi, nhưng mà ta giữ lại trong tâm, do đó cho ta còn nguyện là gì? Sủa. Do đó đó, khi mà các vị mà quý Phật tử nghe các vị thiền sư nói chứ, quý tử không cần giữ cho nó lâu, quý tử giữ lâu nó, quý tử càng giữ trong cái cảnh kháng khích của nó là của quá khứ không à, chứ đâu có gì hiện tại đâu. Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Do đó đó, người ta kêu quý tử nghĩ ba lần thôi, trở lại tâm liền, trở lại liền, nguyện ba lần thôi, nghe, rồi thôi trở lại liền. Cho cần giữ nó lâu, tại vì nó là quá khứ. Cái gì quý tử chỉ giữ những cái gì hiện tại thôi, mà quý tử chưa có hiện tại đó, thì quý tử tiếp tục giữ lấy cái hiện tại mà quý tử đang tu, đang ngồi thiền đó, chứ quý tử được giữ cái gì quá khứ. Nghe kịp chưa? Sẽ nói chậm đó. Quý tử mà tự tắt mắt hỏi liền cho sư nha. Rồi, cái thứ hai, khi mà quý tử đang ngồi như vậy đó, những cái pháp nó lên mà tâm quý tử bắt được cái đó là cái đó tức là cái hiện tại. Còn nếu như mà quý tử qua khỏi cái ý thức của mình, qua cái pháp đó đó, xác tình cái gì xúc đó, toàn bộ là chúng ta chặn lại thôi à. Ngay cả tê của quý tử dưới chân, tê của quý tử dưới chân, cái tê nó chặn lên cho ý thức quý tử biết, hay là cho tâm quý tử biết đó, là cũng là sau khi mà cái tê nó đập áo cho quý tử ngồi. Quý tử nghe kìm à, cái chân của ta chặn lại, tê quá tê, ta chặn lại. Chứ thật ra cái tê nó càng ngày nó thay đổi rồi, nhưng mà chúng ta cứ chặn lại, càng ngày thấy tê quá tê, tê quá tê, thật ra đó chúng ta càng thêm vô thôi, càng suy nghĩ nhiều nó vô đó thôi. Chứ thật ra nó không có, nó như vậy thôi à, nó không có gì của ta. Con người chúng ta đó, quý tự nhớ đó, danh và sắc đó, danh và sắc đó, sắc pháp chúng ta đếm được có 32 thể trược, quý tự nhớ nè, do đó không có thể thêm được, và cứ bắt đầu xuống thôi chứ không có thèm vô. Quý tử nghe kịp chưa? Sắc pháp nó có 32 thể trược, nó chỉ xuống thôi chứ không thèm vô được. Nhưng cái tâm pháp của ta vô cùng vô tận, thèm hoài cũng được, không bao giờ hết. Quý tử nghe kịp chưa? Do đó chính hai cái đó khi chúng ta ngồi thiền xuống đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gì chúng ta cần muốn giữ, ta giữ cái danh pháp, cái tâm pháp chúng ta, tại vì nó nhiều quá đó, chúng ta phải giữ cho bằng được. Còn cái sắc pháp này nữa, chúng ta có giữ nó cũng mất, vì tại sao nó có nhiêu đó nó sẽ hết. Cái tự thấy nè, cái tự ăn bao nhiêu xiên là no, no, ăn bao nhiêu chén là no. Rồi khi mà tự đã no rồi đó, cái tự giữ được cái no được không? Không, 3 tiếng nó cũng hết rồi, bắt đầu đập đổ lại. Do đó đó, người tự sẽ thấy cái tâm của mình nếu quyết định được đó, thì nó sẽ làm cho con người mình sẽ có cái sự quyết định. Còn nếu mà tâm mình quyết định đó, thì cái sắc pháp này nó làm cho cái tự bị chi phối đó, cái tự chạy theo đó, đó. Thì quý tử theo cái của sự chi phối của cái mắt, chứ không phải theo cái chuyện cả cái có. Quý tử giữ cái tâm á, quý tử còn cái có. Quý tử chạy theo cái sắc pháp đó, quý tử chạy theo cái mắt, chứ không có giữ có, giữ cái có được. Quý tử ăn bao nhiêu nên đó, rồi 3 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, nó cũng bắt quý tử tối, quý tử bỏ cho nữa. Mà quý tử bỏ bao nhiêu như nữa đó, nó no rồi, thì quý tử không bỏ cho thêm được nữa đó. Rồi, và chút xíu nó cũng hết. Y chang giống như chiếc xe tự châm đầy mình xăng đi nữa, tôi tự bóp thêm 1-2 ga lông nữa đó, rồi chút xíu nó chạy cũng ra là hả? Tôi nghe kìa ha, nó sẽ hết, nó không có giữ vị trí, xăng nó còn nguyên hoài nếu mà tôi có kịp dịp chạy hoài. Thì khi quý tử ngồi thiền hay quý tử sống trong ngày trong đời bình thường, sắc pháp này nó sẽ dịp dần nó không còn, mà nó còn có hoài để cho tự nghĩ rằng nó còn có để cho tự giữ được. Cái tự nghe kèm anh, nó chỉ là đổi thôi, chứ không có cái gì mà tự giữ được, cái gì nó đang còn có. Kèm không?
cái tính nghe kẹp ha, bây giờ cái tính đổ sang thì cái tính xài hết sang thì phải đổ thử. Còn vật dụng ở trong cái bộ phận, còn các cái phần vào trong chiếc xe khi nó hư hoại, cái tính thay, từ bỏ cái khác vô thì tâm thêm cái tuổi thọ của nó, chứ thành ra nó cũng là gì xuống nữa, chứ không giữ nguyên mà nếu mà tôi không xài kẹp ha. Vậy thì con người chúng ta khi chúng ta thấy cái sắc pháp này, chúng ta thấy nó có nguyên như vậy đó, quý tử còn nguyên si không có dùng nó từ trước bây giờ đó, ngồi xuống đó cũng bắt đầu nó hoại chứ không có còn nguyên. Cái nào quý tử không ngồi thiền hay quý tử sống trong hàng ngày đi đến nào ngồi, nó chỉ hoại chứ nó không giữ được nguyên cái sắc pháp này, tôi nghe kịp ha. Nhưng cái tâm của mình á nguyên mãi cho tới khi ta tới tâm bụi tử vô sanh là thôi. Chính cái đó, đó chúng ta sẽ khai thác cái tâm, đừng lo khai thác cái sắc, mà cái sắc đó là cái trạng thái làm cho tâm bị kháng kích trong đó mà không buông ra. Mình giữ đứa con này khổ lắm, nó không có nghe lời ta. Thì tôi nghe kìa chị em, thầy sư nghe. Dạ thưa sư, khi mình ngồi thiền, dạ, mà nếu mà cái sắc sắc pháp tới hay là tới mình không để ý, mình cứ chú tâm vô hơi thở như vậy. Cái đó là sắc pháp đó. Dạ tôi pháp như sắc pháp như vậy là mình đang từ cái thiền quán mình đi sang thiền chỉ vì mình chú tâm vô cái hơi thở. Dạ không hả? Dạ không. Khi mà mình đang đi cái bọt hơi thở đó, dạ, khi tôi đang đi hơi thở đó, chỉ và quán đó không có gì mà chúng ta qua nè, chỉ bên đây quán nè, rồi quán bên này đúng không? Thì khi chúng ta đi vào hơi thở mà nếu mà chỉ đó thì chúng ta cứ nói vô và ra, còn nếu mà ta nói quán đó dài và nhanh và chậm, nặng và nhẹ, mau và chậm đó, cứ từ đó là quán, cứ từ không có theo được cái hơi thở nó vô và ra trước và sau giống nhau được, đó là quán. Còn nếu như mà chúng ta đi chỉ đó, chúng ta không cần để ý tới nhanh chậm mau lẹ hay là nặng nhẹ ngắn dài, mà chúng ta chỉ biết vô và ra thôi. Cái tôi nghe đẹp không, hai cái nó hoàn toàn khác với nhà. Như vậy là khi mình ngồi mình phải khi mình chú tâm hơi thở, yeah, mình phải quán xem nó dài nó ngắn hoặc nó ra chậm nó nhanh, yeah, quán nó như vậy. Dạ, yeah. Dạ, mình theo dõi cái đó, được chưa? Rồi, rồi khi mà quý tử trở lại, khi mà tự theo dõi cái hơi thở vô và ra, thì cái đó là cái gì? Đó là cái gì quý tử nói cho sư nghe? Cái hơi thở nó vô và ra, nó thuộc là lộ ngủ hay là lộ ý? Nó thuộc là ngủ hay lộ ý? Cho sư nghe. Ngủ. Hả? Nó lớn lớn, sư. Nó thuộc lộ ngủ hay lộ ý? Lộ ý, bên đây lộ ý. Còn bên đây lộ ngủ, họ chia làm hai nữa rồi. Cái đó này cũng vậy đó, cứ bắt đầu chia làm hai không nè. Cứ tự nghe kẹp ha. Khi mà hơi thở nó vô và ra mà chúng ta đang hành trình quán đó, là cái tự đang đi lộ ngủ, là tâm tỉ thức thấy hơi thở vô và ra chưa, vô nó đang vô đã. Còn nó xuất ở đâu đó, thì chúng ta có tâm thành thức cái xuất ở đó chưa, mới đầu vô đó, hơi thở vô và ra đó, mà tự nghe kiểu không, và nó tới cái đây đó thì ta có tâm năng thức, tâm năng thức biết cảnh xúc, hơi thở vô chúng ta bắt đầu theo tiếp nữa là gì, tâm tỉ thức theo gọi cảnh khí, cảnh khí nó đi vô, nên cái nghe kiểu không hiểu không? Rồi đứa này nó tự không có biết nắm cái tâm nó nữa rồi đó, chưa ba đã từ từ đồng ý chưa? Rồi là chúng ta bắt đầu đi ra cái vấn đề này. Rồi ha, tôi tới xin trả lại cho xin qua cái này được đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái phần mà gọi là hết hơi thở vô và ra. Chúng ta phân biệt nè, chúng ta phân tách nè. Hơi thở này ta đi trên quán đó nha. Vô và ra, đúng không? Hơi thở vô, hơi thở ra. Thì khi mình đó nó đụng vô á, mà nó đụng mũi á, đúng không? Thì lúc đó là tâm tăng thức biết cảnh xúc nghe đầu mũi, hảo nè, tâm thức biết cảnh xúc nghe đầu mũi. Rồi cái hơi thở nó vô ở trong này á, thì lúc đó là tâm tỉ thức biết cảnh khí đi vào, đúng không? Kìa chưa, tâm tỉ thức biết cảnh khí đi vào đã ha. Rồi tới khi mà nó đụng tới cuối cái nó không đi được nữa đó, có người thì ngang tới ngực đây, có người xuống tới bụng, và nó phồng lên, đúng không? Khi nó phồng lên đó là gì?
khi nó phồng lên, nó phồng lên, nó lại là gì? Tâm thân thức đi cảnh xúc, đi cảnh xúc, hiểu chưa? Đây ha, người bắt đầu từ ở dưới đi ra là tâm thị thức thấy cảnh hơi đi ra, kiểu không? Thấy cảnh hơi đi ra, khi nó đụng vô cái mũi của ta, nó ra nó đụng ra cái mũi ta, thấy hơi nó ra đó, thì từ có tâm thân thức đi cảnh xúc. Chị sẽ ghi lại từng cái nha. Thân thức biết cảnh xúc ngay đầu mũi, được chưa? Rồi tâm tỷ thức biết cảnh khí đi vô, được chưa? Rồi tới khi nó đứng lại thì tâm thân thức có cảnh xúc khi đụng cái bụng phồng lên, đúng không? Được chưa? Rồi tâm tỷ thức biết cảnh khí đi ra, đúng không? Rồi đến cái đầu mũi là tâm thân thức biết cảnh xúc ngay đầu mũi đi ra, đi đầu mũi vô, phải không? Đúng không? Ta phân tách cái tâm ra đi vậy nè, đúng không? Phải vô hết rồi. À, nó chết nữa, cái này ôn bài không à, kệ chưa? Có thể đồng ý cái này không nè, kệ chưa? Ta nói như vậy đó là mỗi một cái này là một lộ trình tâm đó, mỗi cái này là một lộ trình tâm đó, lộ trình tâm thân thức nè, lộ trình tâm tỷ thức nè, và lộ trình tâm thân thức nè, lộ trình tâm tỷ thức nè, lộ trình tâm thân thức nè, mỗi cái này là đều lộ trình tâm hết đó. Nghe kịp nha, rồi tiếp tục nha. Rồi khi mà nổi một cái như vậy đó, là khi mà chúng ta có cái trạng thái xúc mà đụng vào đầu mũi này đó, thì cái này á, chúng ta đi xuống tiếp là nè. Chúng ta đi xuống một cái này đi, ý môn, biết. Pháp hình bài. Kịp chưa? Nghe kịp không? Thân thức vừa xúc, gió vừa đụng vô đầu mũi ta đó, thì vừa sao cái tâm thân thức này là ý môn, biết pháp đang hiện bài. Kịp chưa? Rồi tới khi mà qua khỏi mũi, khí nó vô trong đầu mũi ta, thì lúc đó tâm thị thức biết khí nó vô. Bây giờ nghe kịp không? Thì lúc đó số 2, ý thức ý môn biết pháp đang hiện bài đó, các thầy nghe kịp không? Được chưa? Rồi tới khi mà đụng tới cái bụng á, phồng lên á, thì bắt đầu là gì? Tiếp tục pháp đang hiện bài, tỷ thức khi bắt đầu ra, tiếp tục là pháp đang hiện bài, tỷ thức hiện cái bài ra, tiếp tục pháp đang hiện bài. Hiểu chưa? Như vậy thì chúng ta gắp nó lại nhưng mà gắp nè, chúng ta gắp phim lại, được chưa? Rồi một thân thức, đúng không? Tâm thân thức biết cảnh xúc khi đầu mũi đụng gió, đúng không? Thì kế tiếp đó là gì? Một a là gì? Ý thức biện pháp hiện bài. Rồi qua thứ hai là tỷ thức biết khí đang vô trong người, đúng không? Thì lúc đó hai á là gì? Ý thức biện pháp đang hiện bài. Hiểu không? Rồi ba gọi là gì? Đến tới cái thân thức nó phồng cái bụng nó lên, thân thức đụng cái xúc bụng phồng lên, thì lúc đó là ba á, ý thức biết pháp đang hiện bài. Mới tự nhẫn nại, mới tự viết cả từng cái gì vậy đó, mới tự mới ra được cái tiếng trình lộ trình tâm, mới tự bắt lấy
cái cảnh vô và ra, rồi chút nữa chúng ta mà mổ xẻ cái chi pháp nó vô vào cái pháp thành ta gà. Thấy chưa? Đúng chưa nè? Rồi ha. Sao? Rồi xin nghe. Cái gì cho nó vô? Xin nói, xin đọc. Cái gì mà tôi đọc cũng được. Xin đọc được mà. Thì đọc được hả? Còn khó mà trả lời hết. Dạ đang giúp lên. Được chưa? Được chưa? Rồi bốn. Bốn là gì? Tỷ thức. Tỷ thức. Tỷ thức. Khí đằng gà. Thấy chưa? Rồi đó bốn. Ý thức. Biết pháp đang hiện. Hiện bài. Kịp chưa? Rồi năm. Năm. Thần thức. Biết cái xúc đang ra. Khi nó đang ra là mũi. Năm á là ý thức. Biết pháp đang hiện bài. Biết chưa? Đó. Lộ trình tâm nó đi như vậy đó thì cứ tưởng mới ra được. Rồi. Từ cái mỗi chỗ này nè, từ mỗi cái chỗ này nè, thấy chưa? Cái tôi nghe kẹp ha, nghe chưa? Cái này là gì? Quá khứ. Đây là hiện tại. Đây là quá khứ. Này là hiện tại. Cái này là quá khứ. Cái này là hiện tại. Cái này là quá khứ. Cái này là hiện tại. Hiện tại. Cái này là quá khứ. Cái chưa? Cái này là hiện tại. Rồi. Còn chưa? Hả? Kịp không? Kịp không? Không kịp rồi. Xin anh sẽ đi gà chi tiết cho tự nắm cả nè. Còn chưa? Cái này á, khi mà xúc đụng vô lòng mũi ta đó, ta niệm được cái đó đó là pháp đang hiện bài chứ, thì cái đó đã vô tới lòng khổ học ta rồi. Nghe không? Khi mà cái lỗ mũi vừa đụng lên cái hơi đó, nó vô đó, thì vừa trong tinh điểm được cái đó đó, là nó đã vô qua họng ra rồi. Thì cái pháp đang hiện bài là cái gì? Cái cảnh xúc thôi, nên nó trở lại cái pháp thôi. Nên tin cái nghe không? Còn khi mà cái khí nó vô bên trong, người ta niệm được cái khí thời nó vô đó, thì nó là quá khứ rồi, tại nó xuống tới cái phần là gì? Đụng cái bụng nó phồng lên rồi, nó có cái này nó mát rồi. Thì lúc bây giờ, khi mà qua cái đó là ý thức đang hiện bài, là khí đang vô, cái hơi thở đang vô trong người ta thôi. Tôi nghe kìa không? Cảnh pháp nó bắt cái hiện tại. Còn cái khí nó đi, bắt đầu đi tiếp qua đó. Để đi tới nó phồng cái bụng lên. Phồng cái bụng lên, quý vị tôi cũng thấy được cái phồng cái bụng lên đó. Quý vị niệm cái đó đó, là ý thức niệm cái phồng lên, chứ cái hơi thở bắt đầu đi ra lại rồi. Kiểm không? Sẽ nghe. Không, ý thức nó biết, nhưng mà phải vì sao nó bắt. Tức là nó có hai lộ trình tâm. Nó có hai lộ trình tâm. Nó đi như vậy nè. Giống như kỳ gọi mà quý tử thấy có chứ mấy bài, nó bài kẹ chứ mấy bài kia đó. Nó biết hết á. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử hiểu không? Được chưa? Rồi đó. Thì không có bao giờ nó đi. Nó có là tâm trong tâm. Nên khi mà hành tính niệm xứ nó là tâm trong tâm. Niệm tâm trong tâm. Niệm tâm trên tâm là cái này nè. Hiểu không? Chết luôn. Tính nghe kịp không? Niệm tâm trong tâm là ý thức, niệm trong tâm tăng thức. Ý thức, niệm trong tỷ thức. Ý thức, niệm trong tâm tăng thức. Ý thức, niệm trong tâm thức. Tính nghe kịp không? Được chưa? Rồi ha. Hiểu chưa? Cho chị nói tiếp nè. Nắm được chưa? Rồi chưa nắm được thì cũng không có đi được đó. Nắm được này chưa? Cả ha, rồi nha.
bắt đầu ngàn điểm tâm trong tâm thôi nè, rồi cái ý thức này nè, cái nó bắt cái này hiện tại này, biết tự nghe kịp không? Rồi cái ý thức này nè, nó bắt cái này cái hiện tại đây nè, nhờ cái bắt này nè, bắt này hiện tại đây nè, chưa, cái chưa, nó bắt cái này hiện tại đây nè. Đó chưa? Cái kia nó qua rồi. Cái kia nó qua rồi. Ý thức nó bắt trở lại không? Tôi đang nghe kẹp nè. Rồi, cho xin mở cái này chút xíu được không? Thầy hết hết bãi rồi. Đỡ bỏ ha. Không dám đỡ rồi bị la chứ. Rồi, cho xin mở qua đây thôi. Được chưa? Rồi cái này, nó bắt cái này hiện tại. Cái này, nó bắt cái này là hiện tại. Cái này nó bắt cái này là hiện tại nè. Kịp chưa? Và hai cái này đó, nó vô là một. Hai cái này vô là một. Cứ tự ra là gì? Nhìn bạn. Hiểu chưa? Rồi, đi xong đây sẽ cắt nghĩa tiếp. Cái này gắn tới cái bàn đó, nhưng mà hết bãi còn đâm cứ tự chưa ra được. Vì sao cứ tự phải làm sao? Có bãi thêm mà xin chỉ rồi, rồi. Còn không thì tự bị mắc cái phút này rồi. Thôi tới đây ngưng nha, tại vì không có bản. Không phải, nhất bản là ngắt hết bản nữa. Không cái gì, thôi tới đây ngưng nha, không có đi tiếp nữa nha. Tại hết bản rồi. À, hết bản rồi đâu có giảm tiếp nữa. Chú tự phải đồng chịu thôi. Thì sao chúng ta giảm tiếp nữa? Hiểu chưa? Rồi nè. Xin trình bày với tự nghe không? Vì không là rồi khi không. Chứ nói không được, chúng tự phải tập trung nghe. Tại vì khi nói cái nó cái kỹ thuật mà chúng ta nghe kẹp ha, nghe chưa? Rồi ha, rồi khi mà cái pháp mà mình thấy cái hơi thở nó vô, người ta nghe kẹp không? Cái pháp nó thấy hơi thở nó vô, và cái pháp mà người thấy cái hơi thở trạng thái vừa đụng và vô á, hai cái đó nó bắt ngay hiện tại đó là nó đã đi qua liền, qua liền. Thì anh hiện tại này bắt đầu tiếp theo báo cho anh trước này là nó đang vô. Nên tôi nghe kêu không? Thì anh hiện tại này biết là nó đang vô. Báo liền cho cái này gì? Cái bụng nó đang phồng lên. Nghe kêu không? Những cái đó gọi là những cái trạng thái ý thức. Bắt ngay hiện tại ngay kia kịp chưa nè. Nghe kêu ha? Được chưa? Như thế thì liên tục như vậy. Thì ở đây nó báo là gì? Vừa sanh gọi diệt. Vừa sanh gọi diệt. Vừa sanh rồi diệt, ồ nó sanh rồi nó diệt, ồ nó đang ở đây thấy nó mà diệt đây rồi, các bạn nghe kịp không? Kịp chưa? Sanh diệt, nó không có còn, nó không còn tại nó đó. Rồi lúc đó đó, từ mỗi cái giai đoạn mà sanh diệt này đó, là nó được nhập cho đây là gì? Sanh diệt, đây là sanh diệt, nó không giữ được. Lúc đó đó. Ở trên này xanh diệt đi, còn bên này xanh diệt. Chứ tự nghe kẹp không? Chính cái đó nó ra đây là gì? Vô thường. Chính cái này nó ra đây là vô. Vô thường. Chính cái đó ra đây là khổ. Khổ đà. Tiếp bạn. Quý Phật tử không có phải đi theo suốt một ngày, một giờ hay là một buổi để dỗ hơi thở vô ra. Mà quý tử thấy được cái pháp đó là cái tự thành. Tại vì sao quý tôi đang bị ở trong gì? Xóa rồi, kháng khích ở trong cảnh nhưng mà tôi không nắm được lý tính của pháp. Hiểu chưa? Nên quý tôi ngồi thiền xong, tới chiều ngày hôm sau cái tự là báo hơi thở con thấy là cái tự theo pháp hay là cái tự theo cái tướng cái pháp, cái tự theo tướng pháp chứ tự không theo tướng lên thầy pháp, tức là cái tự theo cái này, cái tự kể lại, cái tự nghe kẹp không, cái tự theo cái này, cái tự kể lại theo cái này, cái tự kể lại mà cái tự không kể cái hiện tại này, thấy cái sanh diệt này. Về ông mới kể cái này. Chính giờ đó có thể đi theo qua thứ cả ngày, hết tuần, hết tháng, hết năm, đi theo đó.
hiểu chưa? Không có phải nhiều, không có cái nhiều, luôn được một cái thôi là xong rồi, đứng lên ra giờ liền. Hiểu chưa? Một sát na tâm Ananda vừa ngã lên xuống ba đạo sau đắc tiền, không có phải cả đêm cả ngày đi suốt ngày đêm. Cái tên nghe kìa không? Dạ, thưa sư, Ananda là tu ba vô ác. Không kể, đừng nói, mình cũng có nhiều lắm. Mình đâu có biết mình đâu. Mình đâu có ngó bên cạnh đại thế Ananda làm chi. Mình cũng bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ tới đây cũng làm bao nhiêu lâu lắm rồi đó. Dạ, mấy nồi cơm mình lâu lắm rồi đó. Hai mấy nồi rồi đó. Chứ đâu phải mới, bắt đầu mình ngồi đây học lên. Lâu lắm, chứ nhìn đây một chiều dài lâu lắm, nhưng mà tại vì không có cái chìa khóa để đi ra. Thế ta nghe kìa không? Không có chìa khóa thì ra thôi, giờ có chìa khóa rồi mình đã bị ra. Chiều nay mình không có luôn cái này nữa. Hiểu không? Hiểu chưa? Thấy đó mắt đó, thấy mắt đó, thấy đó mắt đó, thấy mắt đó, thấy mắt đó. Tôi tự theo cái đó, tôi thấy đâu được đó, tôi tự thấy gì. Để nghe kìa ha, cái này nó sống với Phật tử, còn cái này nó qua một sắc na đi rồi. Cái này nó một sắc na đi rồi, mà cái tự chữ cái này là cái tự bỏ hình mà lấy bắp. Bỏ hình mà lấy bắp. Cái hình nó không có phải là cái đó, mà quý tử đang giữ nó là chỉ là cái bóng. Còn cái bóng mà quý tử đang giữ đó là cái hình của ý thức quý tử đang nuôi được. Cái hình của ý thức quý tử đang nuôi dưỡng. Hiểu không? Quý tử nghe hiểu không? Ý thức biết cảnh pháp. Này thì sư nói đó. Quý tử nhớ con đường đắc đạo quả là ý thức, tâm ý thức, biết cảnh pháp, chứ không phải là tâm ngũ thức, nhãn vậy thì thích bắt được, bắt nó trở qua tiếp thu thâm tấn đứng định rồi. Dạ, yeah, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Biết tôi chưa hiểu đó. Thì sư phải nói nữa, nhưng mà tôi hiểu rồi đó, thì sư mới đi qua. Chưa hiểu à? Rồi, chưa hiểu. Nguyên Phật tử sẽ thấy là tất cả các cảnh mà chúng ta bắt được sát thân khí xúc, thác hình, sát thân khí gì xúc đó chỉ có một sát na à. Còn tất cả những cái cảnh sát thân khí gì xúc đó, nó trở lại cái tâm ý thức chúng ta thưởng thức cái cảnh đó thôi. Chứ nó không có tồn tại với ta. Tính nghe kìa không? Được chưa? Hiểu không? Để sư nghe. Vậy nếu sư nói như vậy thì mình lúc mà mình nhận thức được, mình biết như vậy thì yeah. Cái đó là nó đã qua. Qua rồi. Thôi, vậy là sao là mình muốn? Ờ muốn. Đi, mà tại vì mình giữ không được. Con người mình giữ lại tại vì khắc kích trong cảnh đó. Nhưng mà nếu như mình vẫn cứ tin vào cái thở ra thở vô. Để làm gì? Như vậy thì con làm gì lúc đó? Dạ, mình coi cái sanh diệt của nó. Chứ không có con gai vô hoài, cứ ngồi con gai vô hoài thì cũng vậy thôi à. Quý Phật tử thấy không? Anh diễn viên á, nó đi ra, còn nó đi vô. Ông thi đó. Ông đi ra, đi vô, quý tử đi theo dõi đó. Đi ra rồi, đi vô. Quý tử thay đổi đó hay là quý tử thay đổi cái nội dung phim? Có thay đổi anh đi ra, ôi nó đi ra, còn nó lên xe, còn nó đi lên xe. Nó kể nó, nhưng cái nội dung phim của nó mình phải hiểu chứ. Đấy là mình còn coi phim là coi anh diễn viên không à, không có coi nội dung phim. Hiểu không? Hiểu chưa? Gì à? Nên đây này là một lộc trình tâm, lộc trình tâm, lộc trình tâm. Niệm tâm, niệm tâm trong tâm, niệm tâm nè, niệm tâm trong tâm, 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 niệm tâm thấy tâm. Hiểu không? Quá khứ. Nghe kịp không?
Bitter coffee là có cái gì? Bitter coffee có cái gì? Có nội dung muốn hiền hám nè. Giờ nó hỏi không trả lời nó bằng. Nó có ghi chép ở đâu? Bây giờ coi phim, tôi coi nội dung phim này, tôi coi anh diễn viên bóng phim. Có hai thằng người, một người coi nội dung và một người chỉ coi cái người là diễn viên thôi ạ. Có cái đó cũng phải hiểu được nội dung phim. Anh ta nói là sẽ không có đồng ý đó. Cái người nào mà coi diễn viên đóng không là không có hiểu nội dung phim. Anh đúng gì đó, không nó đóng kệ nó. Nó đóng kệ nó, nó ra, nó vô, nó ra, vô. Ủa nó đi ra, nó đi vô mình, cho bọn mình đi gần cái chạm, sao mình đi ra đi vô. Người ta phải coi cái nội dung của phim mà người ta muốn diễn đạt cái đó là cái này nè. Cái nội dung của phim người ta muốn diễn đạt nó là cái chỗ này nè. Là hiểu nhưng mà chưa sống nào có sàn diễn. Chưa sắp được, bữa nào cũng được sẽ phải được. Hiểu cái lý thuyết nhưng mà chưa sống được với sàn. Bữa nào cũng phải đi được một cái đó được. Mà chắc chắn không có sống trong cái cảnh quá khứ nữa, mà cũng không có sống trong cái cảnh ra đi vô kệ của nó nữa. Người ta nghe kèm không? Nó ta sanh rồi nó thấy diệp, nó sanh cái nó diệp, nó sanh cái diệp rồi nó thấy sanh diệp, sanh diệp, sanh diệp, sanh diệp. Nó nhanh quá, cái tự nó buông. Buông ra. Chứ còn không á, nó đừng, cái tự giữ bài. Hiểu không? Hiểu chưa? Không có nhìn qua cái quá khứ nữa. Ta thấy nó vô là ta biết nó vô đủ để làm cái mồi lửa đó cho ta bắt cái cảnh pháp nó tới liền. Quý tử nghe kịp không? Quý tử chỉ cần nó có một cái mồi lửa là ánh sáng vừa xé là một cái là ta thấy được toàn cảnh cái không gian đen tối này đó là ta biết không được ta đi ra liền. Chứ ta không cần phải tìm cái mồi lửa đó nữa. Anh cho tôi gãy cái bài rồi cho tôi hiểu được. Hiểu không? Quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp, quán pháp trong pháp, quán pháp trong pháp. Tôi nghe kẹp ha. Quán pháp trong pháp, quán pháp trong pháp, quán pháp trong pháp. Rồi thấy pháp. Hiểu không? Trời dặm trong bể cái trần nhà này luôn đi. Vì cô hỏi, vì cô ngồi cái đấy, cô ngồi cái gì? Trời ơi! Vì là cái bức tử này ngồi coi không à? Không có đồng ý! Mình không có coi! Do đó nó bức tử mới khổ là bức tử sẽ bị nó đeo. Nó đeo bức tử. Rồi cái tâm bức tử kháng kích với nó. Rồi bức tử không đi ra. Còn thấy nó sân diệt nó quá, bức tử đâu có kháng kích được. Bức tử đâu lượm được cái gì đó đâu. Bức tử mới chuột mắt, bức tử gà. Cái cuốn phim mà nó không hết, cái bất tưởng ngồi nó coi hoài cho con. Cái tưởng là vậy đó. Cái ông đạo diễn đó, họ cắt phim lại. Rồi sao, đứng mình mới đứng lên liền cơ. Cứ ngồi coi hoài á. Hiểu không? Hiểu không? Trời ơi, đơ. Chút xíu lắm. Chút xíu lắm. Bữa nay xin nói cái đó là một cách nhất là chi tiết của nó không có bỏ qua được cơ hội này, thấy chưa? Vậy là bấy lâu nay ngồi coi phim chứ không có hiểu nội dung phim. Đúng như vậy. Bây giờ còn có câu tài, có tài tử đẹp hay xấu không? Trời ơi, có đến mình đi. Trời ơi, mình không theo. Trời ơi, nó được trả tiền mà nó có được tiền. Đó được tiền, mình không có được tiền, mình khóc làm gì? Chuyện đó mình tự hại mình, mất sức khỏe. Một lần khóc là mất nhiều sức khỏe lắm. Mấy tôi nghe kịp không? Hiểu không? Sư nói như vậy là điện ảnh họ kiện sư đó. Không có kiện, mình nói thực tế. Còn kiện là vụ đó, còn mình nói pháp đây mà. Mấy tôi nghe kịp không? Sư không có sợ. Sư nói pháp là mình tự hiểu pháp thôi. Còn cái đó nó muốn hiểu, mình sợ nó hiểu. Cho tôi nghe kèm ha. Chính cái điểm đó là quý đồ tử phải thấy rõ là pháp, chứ không phải thấy cái đối tượng. Trời ơi, cứ lùa qua lùa vô hoài. Quý đồ tử nghe kèm không? Cái đây là đối tượng của Phật tử, cái đây là pháp của tôi đang đặt.
Thưa nghe kịp không? Đấy là đối tượng của tử, mà quý tử thấy thấy pháp. Quý tử không thấy đối tượng, quý tử còn thấy đối tượng là còn thấy tôi ta. Quý tử thấy nó sanh diệt cái này, quý tử muốn diệt thanh kiến nữa. Điên lên rồi đó. Sư muốn điên lên rồi đó. Nói nãy giờ không được, sư muốn điên lên rồi. Quý tử hiểu không? Quý tử nhìn cái này tôi thấy. Tôi thấy, tôi biết, tôi thấy, tôi biết. Còn cái này gì? Pháp bài, pháp bài, pháp bài, pháp bài. Thấy sanh diệt, thấy sanh diệt, không có tôi. Mới diệt được thanh kiến. À, thì hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Giờ cũng còn đa. Thưa sư, hiểu. Nhưng mà là còn vấn đề mà thực hành đó. Thì chúng nó, còn nó đóng đó, nãy giờ đó. Nó không dễ ạ. Không dễ, dễ. Quý tử làm y như như sư dặn đi đây, quý tử sẽ thấy được rồi các bạn nè. Thấy rõ ràng đây nè. Quý tử thấy không? Có những người, người ta coi phim đó, người ta không thấy những cử động của, người ta không thấy những cử động của anh diễn viên. Nhưng mà ta nắm được nội dung các cuốn phim, ý phim, nghĩa phim, ta hiểu được phim mà sâu xa nó là tâm lý hay ý thức hệ trong đó. Người ta còn ra được vấn đề đó nữa mà. Cái tên nghe kèm không? Hồi nãy ông vút cái lông mũi ông cầm đấy. Mà mới tự ngồi mà thấy ông vút lông mũi để ngoài vút lông mũi mà cái đó chuyện đó mới tự bắt đấy. Đối tượng của tự thôi à, chứ mà tự thấy phá. Thưa sư, nhưng mà nếu mà chốc nữa mình ngồi thiền á, tất cả mọi người ngồi đây á, để mắt được đúng cái sinh nhật á. Dạ. Rồi, con đi về. Tối mai ngồi đây hết. Rồi đứng lên đi về. Đứng lên đi về, sư cũng đầu. Sư cũng đầu không vậy? Rồi đi về. Hiểu không? Chị còn hỏi rồi, nãy giờ bầu làm cái gì nữa. Châu có biết. Trời ơi, chú cũng điên lên, ngày mai là sẽ cạo tóc rồi, chứ không tóc sẽ dựng lên rồi. Vậy cho con cũng thấy phát hiện bài nữa đó, sư. Để thấy phát hiện bài không á. Hiểu không? Ta hiểu. Biết là tự đừng có đi cách này, đó, chị sẽ vẽ lộ trình tâm ra như vậy đó. Lộ trình tâm nó như vậy nè, tâm trong tâm, quán tâm trong tâm. Còn thấy được pháp, pháp hiện bài, nắm được pháp, diệt được thăng kiến. Thiệt chưa? Nhớ không? Ta thấy vừa thấy sanh đây nó diệt xuống đây, thấy vừa sanh đây nó diệt xuống đây, thấy vừa sanh đây nó diệt xuống đây. Đủ tự thấy từng mỗi một phút giây nó được về đó nhanh hơn, sanh diệt nhanh hơn. Quý tử mới thấy được cái gì? Cái thường của đau đi nè, quý tử ra đi. Ra đi. Rồi quý tử mắt chừng với nhau đó, nhắc nhau đó. Nhắc mắt ra sẽ nghe. Thật sự cái ý nghĩa của sanh diệt đó, tức là mình tự như là mình con chỉ muốn hiểu thật là rõ thôi. Tức là khi mà mình xúc á, tức là cái đầu mũi mình đấy, nó có gió vô đó, có gió vô đó, thì là cái pháp cái hiện bài đó thì nó mất rồi, thì là nó mất rồi, nhưng mà mình thấy cái pháp đó thôi, mình thấy cái pháp nó xanh. Dạ. Xong rồi qua cái phần tới đó vô, bắt đầu vô đó vô là cái mình thấy nó lên, nó xuống ở đây rồi, tức là nó xuống rồi, tức là xuống cái hộp ra rồi, tức là cái khác nó xanh rồi. Dạ, cái này hiện bài thấy chưa? Dạ. Hiểu không? Tức là mình phải để ý nguyên một cái một tiến trình tâm thức nó đi sanh diệt cho nó thấy tiến trình tâm thức sanh diệt, mà tiến trình tâm thức sanh diệt do bởi pháp nó bị hiện bài sanh diệt. Tôi nghe kèm không, hiểu không, nắm được không? Đờ. Gạt đi nha, gạt đầu chút xíu, ngồi xuống ngồi vậy, ngồi coi phim không à. Thế nên sư mệt mỏi trường hợp mà tôi ngồi có phim là không nữa, không có nên còn có phim nữa, không có cần coi phim nữa, coi cái nội dung phim, ý nghĩa phim và lấy được một cái nhận thức trong phim đó là cái tự thắng rồi. Cái tự nghe kịp không? Còn cái tự ngồi coi ngoài đó, nên nãy nói là gì? Bốn ý nghĩa của tâm, trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cần thiết. Là quý tử góp trong sự thành tựu của tâm thức là gì? Kháng khích trong cảnh. Quý tử kháng khích trong cảnh, quý tử không hiểu được ý nghĩa của pháp mà quý tử đang kháng khích đó là gì? Chỉ mắc được cái kết quả của chỗ ý nghĩa của tâm thức quý tử dùng đi. Hiểu không? Quý tử nghe kèm không? Nghe. Dạ. Khi mà mình đầy bụng rồi ạ, bắt đầu mình thở đầy bụng mình ra rồi ạ. Yeah. Khi mình ra rồi thì mình biết cái đó là quá khứ rồi. Có lần cũng đi qua xuống cái nó bị dẹt rồi, cái hơi thở được dẹt rồi. Thì sau cái thời gian cái đoạn đó, cái đoạn mà mình giữ cái lúc mà nó hết rồi đi ra đó. Thì cứ bắt đầu
mà bắt là không được. Không, quý tử, nó đập liên tục trong tử. Quý tử thấy từ đây mà chúng ta đây á, là quý tử 10 lô trên tâm rồi đó. Nhưng bắt nó là không kịp rồi. Kiếp, quý tử sẽ làm chậm là quý tử kiếp. Kiếp, cái ông diễn viên nó làm nhanh thế nào quý tử cũng hiểu được ý ông làm. Thấy không? Cái ông diễn viên á, ông làm nhanh thế nào quý tử cũng hiểu ý nghĩa ông làm mà. Dạ, cái kịp không? Không cách nào để ông hiểu được cái diễn viên hết. Diễn viên nó đóng tên phim, cái gì của tôi cũng biết hết á. Phải không? Nếu mà tôi không biết cũng phim nó thì họ được coi rồi. Cho nó đóng ra, nó phim là người ta biết phim à. Nó phim gì? Và quý tử thấy, quý tử khen cái nội dung phim hay, hay là ông diễn viên đóng phim hay? Cả hai luôn. Khen không cả hai luôn. Rồi quý tử khen. Chị đó, mấy tử vừa hiệp thái vừa siêu thái luôn. Hiểu không? Quý tử không có cần phải khen ông diễn viên đóng hay, mà quý tử phải nói là nội dung này rất là hay, có cho ta một ý nghĩa, cách thức sống trong đời này qua cái nội dung này. Thì quý tử đã thức tỉnh rồi đó, là giác ngộ rồi đó. Là giác ngộ rồi đó. Quý tử hiểu chưa? Thì hiểu không? Thí dụ như lúc nào cũng nói như là tránh lúc nào cũng nói tà, ví dụ vậy. Quý tử cũng không hiểu được cái nghĩa đó nhá. Đúng không? Hay là quý tử nói chứ tất cả mọi pháp sanh lên đều có cái tính chất kỳ diệt. Diệt mắt đi, quý tử cũng hiểu được cái pháp đó nhá. Tôi quý tử không có thấy đó không? Trời, trời ơi, cái hơi thở của tôi nha. Thiệt là lạ luôn. Hỏi lạ sao? Vô đó, vừa nó ra đó, mau quá. Thấy không kịp, à, cái nghiệp của mình đi vậy đó, nó muốn mình chết cũng mau vậy đó, mình niệm không kịp đâu, mình sẽ đi ra vậy đó. Gốc ca liền, gốc ca liền cái đó liền á. Mày cái trò qua, không chịu nghĩ tới đó. Còn cái nó lặp lại lần nữa, nó thở vô, nó nói ha. Cái tự nó chết, trời ơi, nó thở tôi vô, cái này không nhanh nữa, mà nó cái tiếng nó ngắn quá. Ờ, cái đó đó, cái tự thở, nó ngắn lại vậy đó. Mình phải niệm liền cái đó, mình phải hiểu được cái ngắn đó là khi tuổi thọ mình sẽ ngắn như vậy đó, cái kiếp sống mình sẽ đi nhanh như vậy, nó ngắn như vậy đó. Mình niệm liền á, tại cái hơi thở là một cái áng mây nó báo cho mình biết mưa hay nắng hay là gió hay là dông. Chứ nó không có nghĩa là gì cả, nó sẽ đi. Nó sẽ đi, nó không có đứng lại trong cái không gian đó mãi mãi với mình. Mình muốn giữ nó là mình vẽ là bức tranh nó thôi, chứ thật ra trời mây nó đi rồi. Mây nó đến như thế nào mình phải hiểu cái nghĩa đó. Thì tôi nghe chuyện không? Mây đen nó báo cho biết là gì? Trời sắp sửa mưa thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì cần thiết. Cũng vậy, cái hơi thở ta vô nhanh mà nó ra lẹ, mà nó vô nhanh mà nó ra chậm, nó vô ngắn mà nó ra dài. Thì tôi thấy đời chúng ta phải chuẩn bị cái hơi thở này để cho ta biết cuộc sống ta bắt đầu là gì rồi đó. Hiểu không? Chứ tôi tưởng ngồi cái hơi thở vô ra ngồi đếm hoài, tính hoài, nhếm hoài, tính hoài. Nó là như vậy của nó. Quý tử có đếm được bao nhiêu áng mây nó đến trong ngày quý tử không? Bao nhiêu áng mây nó sẽ đi như thế nào quý tử sẽ biết không? Không có, quý tử lo cái cuộc sống ở này. Là mây nó chỉ cho người ta biết, và báo cho ta thích, ta tỉnh thôi, chứ ta cần nghĩ ta. Thì cuộc sống đang như vậy, khi ta ngồi thiền cũng vậy, y như vậy đó. Quý tử y như thế nào trong cuộc sống này á, khi tôi ngồi thiền nó sẽ y như vậy trong khi tôi ngồi cô đọng lại trong một giờ. Mà y như vậy trong cơ động một giờ đó, cuộc sống của tôi sẽ diễn biến ra một đời sống của tôi y như trong một giờ của tôi mà còn cái hơi thở của mình hay cuộc sống của mình hồ thiệt đó. Không có khác. Những cuốn phim mà ông đạo diễn dựng ra đó, nó có tính chất hiện thực trong xã hội, làm cho lôi cuốn con người khán giả, người ta mới bị hấp dẫn, bị lôi cuốn người ta đó. Nhưng mà hư cấu người ta không thấy đó, người ta không có áp dụng được đó, thì người ta không có thích cuốn phim ở đâu. Người ta nghe kịp không? Mà mình không có khai thác cái đó đó là mình mê sai cuốn phim và mình tìm kiếm coi phim bài chứ không hiểu được giá trị một cuốn phim đủ để cho ta thức tỉnh rồi. Một cuốn phim đủ để ta thức tỉnh rồi. Một hơi thở vô và hơi thở ra đủ ta thức tỉnh cuộc sống của ta rồi. Chứ chúng ta phải ngồi một giờ đồng hồ một câu bài không biết làm gì nữa. Hiểu không? Nghe. Cô sư bạn gặp cái vùng chính khi mà mình ngồi thiền quán để mình tìm sự sinh diệt, thấy được sự sinh diệt hay là thấy được thực tính bản chất của nó chứ không phải mình ngồi để mình đếm hơi thở. Ông bắt cháu ôi đếm hơi thở là gì đó. Vâng, đúng rồi, là mình chú trọng khi mà mình chú tâm đến cái hơi thở quá thì mình quên cái sự mới.
giá trị của nó, giá trị của nó. Nó cho mình cái gì mình phải tìm. Cứ tự thấy mày nó tới, của tự là mày của tự à. Cái mày nó đến cái nhà của tự đó, mày của tự nó đến cái trước nhà của tự, cái mày nó của Phật tử không? Không, cũng như vậy cái hơi thở đâu phải của Phật tử. Cái hơi thở này đâu phải mình quyết định được. Nếu mà cái hơi thở này của mình thì mình quyết định được đó, thì mình có sự sống không chết. Đức Phật nói sự chết là sự sống là gì? Hơi thở có vô mà không có ra. Hơi thở có ra mà không có vô là hơi thở, là cái chết nó đến liền. Cái nó thì người tự thấy cái hơi thở này không phải là của mình, nó chỉ là hợp thành mà thôi. Cũng như mây nó chỉ là một hợp thành trong cái không khí quyển này chúng ta đang sống mà thôi, chứ đâu phải của mình đâu. Nó hợp với nhau để mà có để mình hiện bài, chứ thật ra nó không phải là của mình. Quý tử nghe kìa không? Quý tử ôm cái mây quý tử giữ không? Giữ không được, nó sẽ đi. Trước đây mình quá chú trọng đến cái hồi nãy đó, chưa biết đó, nên hồi nãy sẽ vô cái bài là tứ ý nghĩa cái tâm liền đó. Vâng, do là mình không có chú biết cảnh và khám khích trong cảnh là trạng thái của tâm luôn luôn làm cho ta có thành sự đó, còn thành tựu ta là gì? Ở luôn trong cảnh đông gà, phải chưa? Phải chưa? Nhưng mà bên đây sẽ để tứ nhân sanh tâm á, là có nghiệp, có cảnh, có tâm sở, có thần kinh. Đó là những thành phần nó làm cho tâm nó có, chứ thực ra nó không quyết định được một mình đó. Nó có những nhân sanh nó ra, nó cũng không phải một mình quyết định được nó. Thì khi mà mình thấy nó còn bị nhiều yếu tố lệ thuộc đó đó, thì những yếu tố lệ thuộc đó nó làm cho nó phải thức tỉnh là gì? Nó sống vào pháp đó, pháp nó làm cho nó hiện bày. Tính chất đó nó phải được khai thác. Tính chất đó nó phải được khai thác. Tâm được khai thác bởi pháp, là cảnh pháp đó làm cho tâm được hiện bày. Thì tâm hiện bày để làm khai thác cái cảnh pháp này trong một cái trạng thái gì đó, phải ý thức cái giá trị nó làm việc, chứ không phải nó làm cái trạng thái mũ lượng. Hiểu không? Hiểu không? Được chưa? Rồi, giờ sư hỏi quý tử nghe nè. Khi quý tử nhìn thấy một cái đấm tan, trường có cái đấm mà, phải không? Đấm tan, cái này nó đấm mà không? Không phải nó đấm mà hả? Hết em nói rồi. Sợ ma quá, em nói rồi. Được chưa? Và quý tử nhìn thấy cảnh đấm tan nó đến quý tử đó, thì quý tử sẽ thấy có nhận xét cái này buồn hay vui, hay là không buồn không vui. Quý tử đếm lắm nè. Quý tử đông, giờ sẽ nói luôn cho quý tử nghe nè. Có nhiều người nhìn thấy đấm tan, buồn. Người nhìn đấm tan, vui. Có nhiều người đấm tan, không buồn không vui. Phản nè, quý tử đúng đúng không? Nhưng mà cái đấm tan đó, nó chỉ là một cái cảnh để cho ta nhìn. Tại sao nó tác động với tâm lý ta bị vui buồn không vô buồn? Không không ý xin hỏi này câu hỏi nè, tôi nè, cái đám tang đó, cái đám tang đó mà có thể nhìn thấy được đó, cái đám tang có thể nhìn thấy được đó, mà đó làm sao mà nó tác động với tự là cũng vui buồn không vô buồn, làm sao nó bị tác động, làm sao nó tác động? Tại vì sinh cái cảnh đó, mình giữ cái cảnh đó. Mình giữ cái cảnh đó, còn cảnh đó nó tác động mình liền hả? Còn khi mình nhìn thấy như thế, rồi bắt đầu mình lại quán tưởng lại cái pháp mình, tâm mình đang thấy được cái gì của nó đó, thì cái đó giá trị để mình nhìn thấy và mình hiểu biết của sự nhìn thấy của mình có giá trị. Xui thôi là hiểu nhưng mà tâm thanh thức ta khởi lên liền đó, nó không đứng ở tại đó, nó đưa cái xúc đó cho cái tâm ý thức của ta bắt được cái pháp đang hiện bày. Thấy ta nghe kiểu không? Nghe chưa? Thấy chưa nè? Rồi cái khi mà ta thấy cái pháp đang hiện bày đó, thì cái xúc này nó diệt đi, thì cái tâm thiện thức nó bắt đầu đón cái khí hơi nó đang vô tới cổ họng của ta, đang tới cổ họng ta đang đi xuống. Thì lúc mà khi mà khí hơi đang vô cổ họng ta đó, thì cái tâm ý thức được bắt được cái gì?
Hát đang hiện bài là gì? Khí không còn ở ngoài đầu mũi mà khí bắt đầu đi vào trong cổ họng ta, đi xuống tới tới ngực ta. Thì nghe kịp ha, thấy chưa? Rồi khi mà cái tâm ý thức này biết cái khí hơi nó đã tới cái cổ họng ta tới ngực ta đó, thì lúc đó nó cái bụng ta phồng lên là cái hơi bắt đầu đi xuống đó. Vậy thì cũng tự thấy không? Ở trên này vừa mới thấy nó là đang diệt đây rồi, vừa thấy nó là đang diệt đây rồi, vừa thấy đó là diệt đây rồi, vừa thấy nó đó nó sanh ra đây rồi, vừa thấy nó đó nó đã sanh ra đây rồi, vừa thấy nó đó nó đang gần vào đây. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nắm được chưa? Dạ. Giống như quý vị coi phim cà tu đó, phim hoạt bạ đó, phim hoạt bạ đó, phim hoạt bạ đó, thì con dịch nó dở cái chân lên đó, nó bước đi đó, đâu phải nó cũng một cái vẽ đâu, vẽ mấy trăm cái hình đó. Dạ, dở là cái quay bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, xuống. Thật ra nó khám nó cả mấy trăm thứ phim của cái bức tranh nó vẽ nó mới ra được cái cuốn phim nó bày đó. Bây giờ mình tắt ra vừa thấy cái đây là mắt ở đây rồi, vừa thấy đây mắt đây rồi, vừa thấy đây mắt đây rồi, vừa thấy đây mắt đây rồi, sanh diệt vô thường thì còn khổ là khổ này không phải là của mình, không phải của mình, mới vô ngã luôn, rồi mình ngã luôn trong đó xỉu. Hiểu không? Hiểu chưa đơ nó là thắng. Ta học tâm siêu lý là gì? Là chưa? Rồi. Như vậy thì bắt đầu sẽ kể cho Phật tử nói cho Phật tử nghe, hiểu rồi ha? Giờ sẽ kể cho Phật tử nghe. Cái trạng thái, cái xúc, cái hơi nó vừa vô trong lỗ mũi của tử đó. Cái đó là pháp chế định phải không nè? Phải không? Mình gọi là pháp chế định là gì? Hơi thở tôi, pháp chế định. Nhưng mà pháp hiện bài là gì? Siêu lý. Cảnh của trí tuệ cao siêu ở tại đây. Hiểu không? Chế định siêu lý phải chưa? Nghe kịp ha, và từ nghe kịp ha. Chế định siêu lý, mình phải bỏ cái chế định một đáp siêu lý, nhưng mà phải có chế định để mình mới tách biệt ra được là nào là chế định, mình tính ra gần siêu lý đó. Ví dụ như cái giả, mình bắt được cái giả, mình tìm ra được cái thiệt chứ. Cái này giả này thiệt, bỏ cái giả đấy cái thiệt, bỏ cái giả đấy cái thiệt rồi nè. Và giữa hai cái thiệt này đó, cái thiệt này nó cũng không tồn tại, cái gì này cũng không tồn tại, mình thấy ra được. Nó tắt nha, cảnh của trí tuệ cao siêu, rồi khỏi tất cả các cõi giới để mình đi tới gì? Niết bàn. Đã niết bàn rồi, không chịu thôi, ở đây không sao. Sư nói để cho quý tử phải hiểu được, hiểu chưa nè, phải chưa? Chế định siêu lý. Còn từ đây là siêu lý đến siêu lý. Quý tử nghe kèm ha. Thấy nè, nhưng mà siêu lý mà chúng ta tìm thấy là các trạng thái là trí tuệ đã bắt đầu phát sanh lên đó. Quý tử bắt đầu thấy ra cảnh trí tuệ của chúng ta là gì? Tất cả đều là gì? Là sanh, là diệt. Đó là đặc biệt không thay đổi của tất cả các pháp. Đức Phật này nói sao? Tất cả các vô vi đều có tính vô thường, tất cả các vô vi đều có tính khổ đau, và tất cả các pháp đều có tính vô ngã. Tất cả các pháp vô vi là có nhân duyên sanh ra nó, gọi là pháp vô vi. Và bỏ cái này là duyên sanh ra nó nên gọi là pháp vô vi, là vô thường với khổ đau, vô thường khổ đau ra tức là vô ngã. Học một pháp siêu lý thôi, học cái tâm siêu lý thôi, cái tư la gai của nó. Hiểu không chưa? Rồi, đơ, còn hỏi sư, thấy một làm gì? Rồi làm gì thế? Nghe không chết cho con. Chết thì vừa lòng hết. Thì vừa lòng. Nếu mà đi từng cái giai đoạn này, yeah, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, niết bàn luôn, chứ đừng có đến sắc giới nữa, giai đoạn này lên đi ra luôn, không đi sắc giới, đi ra luôn, cái này tất cả sắc diệt ra luôn, sắc giới, vô sắc giới, và cuối cùng là niết bàn luôn. Tôi nghe kịp không? Cái đó,
cái đó là cái chìa khóa với cái đang được làm lấy trong pháp tứ niệm xứ qua cái tâm xử lý. Tự nghe kịp không? Ta làm học tâm xử lý là ta không làm pháp chế định nữa. Có tự nghe kịp không? Xử lý không hiểu pháp chế định. Mà đặc biệt không thay đổi là gì? Nó phải biết cảnh của trí tuệ cao siêu. Có tự phải đi tới cái đó thì bắt nó mới được. Còn tự đi trở lại luận chế định hoài thì có tự ở trong pháp hiệp thế. Những cái diều nãy sẽ viết xuống á là đều có cái tác ý để mà nói cho người tự nắm được hết đó. Người tự coi lại chứ không phải sự viết ra một cách vô ý đâu. Hiểu chưa? Đó, đúng rồi. Ngồi thức gặp, ngồi thức gặp chết thì ngồi đi. Ngồi thức gặp chết thì ngồi đi. Thế cho thì con nói lời bác quyền rồi. Hiểu à, hiểu chưa? Thế tự nghe kìa, được chưa? Thông chưa? Sẽ bắt đầu tiếp nữa đó. Chứ chưa phải dừng ở đây. Bữa nay sẽ chỉ cho một tử một cái pháp tâm siêu lý thôi. Nhưng mà tử phải nắm được cái khi pháp hành. Nghe chưa? Hiểu nghe chưa? Như này quý tử phải nắm được pháp hiện đang hiện bài. Thì pháp hiện tại là pháp đang hiện bài. Cái pháp đó quý tử mới giữ cho còn pháp quá khứ này quý tử không giữ. Thì pháp hiện bài gì? Sanh đó diệt đó, sanh đó diệt đó, sanh đó diệt đó, sanh đó diệt đó. Từ mỗi pháp nó đều là tính chất sanh rồi diệt đó. Quý tử mới thấy là nó mỗi tính chất từ đâu đó cũng đã có sanh và diệt. Hiểu chưa? Còn mỗi pháp đang tại nơi đó vừa sanh là diệt, vừa diệt gọi là sanh á. Chính cái đó là gì? Vô. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp vừa có tính vừa sanh gọi là diệt, diệt gọi sanh. Hiểu không? Hiểu chưa? Cứ tự nắm được không? Rồi chia rồi ra ha. Rồi như vậy thì cứ tự đã ra được rồi nha. Chút nữa là quý tử không có lờ mờ đó nha. Được chưa? Quý tử coi phim nắm hiểu nội dung chứ không còn diễn viên đóng phim. Dạ. Yeah. Cô đi tìm thầy tử nữa đó. Có ai đó? Thì vậy. Có biết. Có biết. Quý biết biết nhưng mà biết rồi quý tử có giữ được đó không? Quý tử giữ cái nội dung phim là của quý tử chứ còn giữ quý tử con phim quý tử đâu có giữ được cái diễn viên phim phim đâu quý tử giữ được nó không? Nó hay là nó làm cho quý tử thấm thía cái nội dung phim đó chứ đâu phải nó diễn xuất làm cho quý tử được giải thưởng Oscar đâu. Rồi bây giờ còn biện luận cái xương nữa. Trời ơi còn biện luận cái xương đó. Nó hay là nó diễn xuất cho quý tử thấy nó ghê sợ vậy đó mà quý tử hiểu được nội dung đó đó. Chứ đâu phải đâu, nó đạt được cái gì? Nó đạt được tâm lý của tử. Mà quý tử đạt được tâm lý của nội dung phim chứ không phải bởi diễn viên. Kính thưa sư. Xin nghe. Dạ, tuần vừa rồi hôm thứ tư á, có hai chỗ hoa rất là đẹp. Mà cái hoa nó thơm á. Rồi chả là con tập về đó. Cái nó để ngày thứ năm mang lên để sư mang lên chùa. 4 giờ con chuẩn bị đấy để con chạy xuống để mày. Thì khi cái giây phút khoảng trong vòng nửa tiếng à, con chạy xuống buổi sáng thì cái hoa nó còn đẹp lắm. Lúc mà 4 giờ rưỡi xuống á, nó rụng hết trơn mà tự nó quá vàng. Phải nói là ngay cái tích tắc đó con quán quá là vô thường. Một cái hoa nó đang đẹp mà nó ấy, ngay lúc đó là nó rụng hết tất cả những cái gì. Và nó ụt nó quá vàng luôn. Trời ơi em con nghĩa là nói không biết sao. Dân qua cũng tăng giả từ cái pháp sinh gì trời. Rồi bắt đầu đi này tiếp này nè, nghe chưa? Rồi ba cái này bám nè, cái từ ba tiếp bên này hiện tại nó đang hiện bài một cái sanh diệt, cái từ nghe kịp không? Thì hiện tại nó hiện bài một cái pháp sanh diệt, cái từ niệm ba làm như vậy thôi, cái từ nó kịp không? Hiện tại hiện bài một pháp sanh diệt, nghe chưa nè? Thì cái này nó đưa cho cái từ thấy được một cái gì thật tỉnh. Đưa cho tôi thấy một thực tính. Xin lỗi quý này qua phải không? Xin lỗi. Nó qua đây đó. Dạ. Hết bản rồi, đâm đi rừng ở đây rồi đó. Nhưng mà thấy
không cần để mà tiếp tục ý nữa đó. Cô tự nghe kẹp không? Đau lòng của gì 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 tu sĩ là vậy. Thấy chưa? Cô tiếp tục ra. Rồi chưa? Rồi. Cái này nè, nó xuống cái này nè. Cái này nè, nó xuống cái này nè. Nó ra được một cái thực tính của nó. Còn khi mà cái này thực tính cái này, nó mới ra được cái thực tướng. Nó ra được một cái thực tướng. Ba bước rồi, tới rồi. Mới tự nghe kịp không? Thấy chưa? Cái này, chi pháp nào quý tử đang làm? Chi pháp nào quý tử đang làm? Niệm. Đây là niệm. Cái chi pháp nào quý tử đang làm cái này? Đây là định. Chi pháp nào quý tử thấy cái này? Vậy. Chưa? Đó, quan trọng cái bản nó thi ghê kia đúng không? Cái bản có chút xíu gì đó, người ta giảng thì đủ, không biết. Hiểu chưa? Nên ta gọi là niệm, định và tuệ. Niệm, định và tuệ. Tuệ phát sanh lên, thấy được thực tướng. Định mạnh lên để thấu rõ thực tính. Niệm mạnh lên để thấy được bản chất của pháp. Hiểu không? Chưa? Sẵn đáng sẵn sàng chưa? Thầy cái gì cũng được rồi, rồi chút xíu nó hỏi cô này. Rồi cái cũng như vậy, cũng như không rồi. Hiểu không ha? Hiểu không? Quý Phật tử sẽ bị mất đi một giai đoạn. Quý tử sẽ bị mất đi một giai đoạn. Trong tất cả quý tử sẽ biết, quý tử sẽ bị mất đi một giai đoạn. Nhưng mà quý tử sẽ không mất cái giai đoạn thứ hai, là vì ta có kinh nghiệm rồi. Hả nè, thua cái này đâu mẹ cái khác. Quý tử mất một cái giai đoạn là vì sanh diệt quá nhanh. Quý tử không lường được cái thực tính. Do đó quý tử ghi nhận lời là để có thực tính. Quý tử sẽ có kết quả là gì? Nắm thực tướng đi. Do đó đi ba bước rồi. Quý tử biết là quý tử sẽ mất cái giai đoạn này. Thì quý tử đã bị phản hốt. Quý tử không có ngờ đã đi mất. Quý tử không ngờ bị đi mất. Quý tử bạn hốt, do đó lấy kinh nghiệm là gì? Bản chất là hình bài. Rồi không có, không còn làm mê nữa nữa. Là thực tướng. Tôi nghe kịp chưa? Hiểu không? Thấy nghe kiềm ha? Thấy chưa? Ở đó nó sẽ biết cái tiến trình của tôi đi như vậy đó. Chút nữa tôi sẽ thấy rõ, tôi sẽ mắc một lần. Nhưng lần thứ hai tôi bắt được việc. Lần thứ hai bắt được việc đó là tâm của tôi mạnh rồi đó. Khi mà định mà gọi là nó mạnh lên đó, bắt thối chuyển. Tâm của tôi không lay chuyển được nữa đó. Lúc đó tuệ của tôi muốn phát sanh lên, thấy được thực tướng rõ ràng. Còn nếu mà tâm của tôi không định được đó đó, cái tôi còn hoang mang, còn hoài nghi, hay còn là dao động, phóng dật ở đây đó, là tôi không có sanh tuệ này đâu. Quý tử nghe kịp không? Niệm, chúng ta thấy được những chất sanh gì. Định mạnh vô thấy thực tính, bản chất rõ ràng của nó, tôi mới ra được cái tuệ thấy thực tướng không chặt. Còn nếu như một cái tử mà không giữ được cái định này đó, ở trong thực tính này đó, thì tự cái tuệ này nó sẽ phóng đi rồi đó. Tại nó không đến được. Tính cái kịp à? Tính cái kịp à? Còn một giây nữa thôi. Còn một cái giây nữa thôi. Cái toaster của tôi sẽ được tắt up. Nhưng mà tôi không có để cái đó. Tôi chạy ra mà mở cửa đón khách một cái. Trong một đoàn khác liền. Là tôi thiếu cái định, tự nghe kịp không? Hiểu không? À, hiểu được chưa? Nắm được chưa? Được chưa? Rồi, ở đây tôi sẽ nói với tự nghe thế này. Như vậy thì ngay cái hiện tại, ngay cái hiện tại pháp đang đến với Phật tử, cái hiện tại pháp đang đến với Phật tử là toàn bộ là sanh diệt, đúng không nè? Đúng nè. Thì lúc bây giờ ngay tại điểm này
quý vị sẽ thấy nó là gì? Danh hay là sắc? Quý vị sẽ thấy hai cái đó. Xin bỏ chi pháp vô. Vậy nè, lúc bây giờ quý vị sẽ thấy một là danh sắc. Danh hay là sắc? Quý vị sẽ thấy. Tâm quý vị sẽ thấy đang có chánh niệm nhìn vô sắc pháp đang hoại diệt, sanh diệt. Hay là tâm quý vị bắt đầu bị chi phối bởi sắc, tự dính trong cảnh, khăng khít trong cảnh. Kịp chưa? Nếu quý tự nhìn vô thấy cái tính chất này sanh diệt và sắc pháp đang hoại diệt, mà danh quý vị chăm chú nhìn vào đó, thì danh này nó đi tới định. Kịp ha? Hiểu không? Còn nếu như mà danh không nhìn thấy sắc, mà nhìn thấy cảnh sắc đang sanh diệt khắc cái tại đó đó, thì quý tử mắc định, quý tử đi ra ngoài. Kịp thế. Kịp ha? Hiểu chưa? Xin nghe. Dạ, xin nói lại. Cho ví dụ là mình đang ngồi, mình đang đau. Vậy nếu mình biết đau là mình đang, danh mình đang chăm chú vào cái sắc. Thành ra mình bị ra khỏi cái định. Chăm chú lên lầm. Ha, chúng ta đang chăm chú thấy sắc. Ôi dạ, chăm chú thấy sắc mình. Thấy làm gì? Thấy sắc làm gì? Mình thấy đau, đau giúp nó. Đau giúp nó thì chế định rồi. Mình thấy cái chế định của nó mà. Mình thấy sinh lý nó. Nhưng mà mình chịu không nổi gì. Chịu nổi bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc. Trời, thì cả đời thế là. À, hiện thế là. Mình phải định luôn trong đó, mình đi ra khỏi luôn. Là thế này. Xe chỉ vậy ha. Giờ tất cả bắt dưới cạnh đó vào. Ở dưới là tình trạng, tình trạng này ha. Rồi bắt dưới cái tình trạng không? Bắt dưới tình trạng không? Rồi, chỉ tiếp cái này. Ngay khi mà chúng ta đang, cái này là cái đầu thứ nhất nha. Ngày thứ hai không? Thứ ba, thì sẽ đi lại nè. Ngay khi chúng ta đang bắt cái hiện tại này không nè. Nó đang có hai hiện tượng cái gì? Danh và sắc. Đúng không? Rồi. Khi mà danh là sắc thì cái sắc nó đang tác động của tử là gì? Tê, nhức, mỏi, đau. Cái này với tử niệm cái này hay là với tử đang niệm thấy cái bại bởi vì có sắc? Cái tử nghe kịp không? Sự ghi gai quét cho với tử trong bữa nay hết. Không giấu nữa. Cái này giống dấu nhưng mà nào nó hết rồi. Không giấu nữa. Giống đó là nó nè. Cầm gì không nói ra chút xíu một coi hoài trong đó. Nghe kịp ha? Rồi, khi mà quý tử thấy sắc đó, nó hiện tượng tê nhất màu đau này bác nè. Rồi mình niệm tê nhất màu đau này á, là niệm chế định đúng không? Mà cái đó là gì? Hiểu thế. Hiểu chưa? Hả chưa? Nhưng mà nếu mà nhìn tới luôn đó, cái tên nhất của đau đau này đó, cảnh của nó là gì? Là quả diệt. Các bạn nghe kịp không? Thì cái này chỉ là giai đoạn là niệm. Cái giai đoạn này là định. Cắn người chết này đó. Đừng lên mỗi ngày nữa đi. Nghe nổi ra, cái mùi chất này ra rồi. Hiểu không? Thấy thì mình thấy sát ra ngoài. Nhiệm ngoài nhiệm không niệm tê nhất bao đau nữa. Nếu niệm nhất bao đau là chế định nó đi ra ngoài luôn. Cái này mới thấy là gì? Thật, tính. Cái đường nữa, bắt đầu sắp đỡ nữa đó. Nữa. Hiểu chưa? Lúc đó khi mà mình thấy cái tê nó đến, cái nhức nó đến, cái đau nó đến á, mình bắt đầu mới thấy là gì? Sắc pháp đang hiện bài một thực tính là gì? Bản chất của nó là gì? Ngoại diệt và sắc siêu lý. Còn mình còn tiếp tục tê, nhức, mỗi đau đó là chế định, không mà. Thầy hiểu.
người chết một hồi đi, người chết một lần nào đó. Nhưng mà nếu mà mình được định đây có nghĩa là mình không có sợ nó. Chứ sợ thì nó định vô trong đó rồi. Nếu mà mình sợ là mình đã phát hiện. Rồi, à, thì mình sợ đó, mình đi ngang nẻ. Mình trở lại chế định, sống hiện thế. Là mình giải đáp nó, nó kháng kích ta, ta có trong đó. Nó kháng kích ta, ta có trong đó. Hiểu không? Và khi mà quả diệt này đó, mình mới thấy được bản chất nó là gì? Thực tướng là gì? Vô thường. Đây là khổ thiệt rồi. Hay là gì? Không phải là của ta. Một trong ba tướng này mình được bắt được. Một trong ba tướng. Người nào mạnh cái nào bắt cái đó. Người có trí tuệ mạnh bắt vô ngã. Người có trí tuệ thường bắt vô thường khổ đau. Hả? Nhanh nè. Nhanh nè. Nhanh nè. Hiểu không? Mình cũng xịt chết luôn chứ bọn. Hiểu không? Hiểu. Nắm lịch chưa? Niệm để thấy, niệm để thấy pháp, định để thấy thực tính, và tuệ để thấy thực tướng. Pháp nè. Chứ mà có phim không rồi chết. Quý Phật tử sẽ bị dắt đi coi hàng ngàn bộ phim đó. Chẳng phải tốn nhiều tiền để mà lo cuốn phim nữa. Và con phim này y chang vậy à. Tới luôn 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 vậy. Thấy ông nhà viết sử không? Ông nhà viết sử với ông vua hai người nói chuyện với nhau. Nhà viết sử rồi ông vua giao hãy viết lịch sử của đất nước dân tộc của ta. Ông ngồi viết ông vua nói chứ xong chưa? Dạ chưa. Cần xong chưa? Dạ chưa. Ta cần chết rồi. Ông nhà viết sử đó, con cũng cần chết rồi. Mà bè hạ chẳng đừng lo. Rồi hai bên một đỡ đỡ nhau. Tới cuối cùng ông vua ông đi tới là ông gần hết rồi. Ông đời mấy anh hết rồi đó. Ông chờ ông lại đó. Ông lại hỏi nhà viết sử. Viết xong chưa? Dạ xong rồi. Gì? Cũng vậy. Trong dòng chết không? Không có. Ông vua mới có hỏi ông nhà viết sử. Cây giờ đọc nhiều quá. Sách đồ đầy hết trên. Sách đầy trên phòng của ông ra này. Cái ông chồng ông vua ông nói không được. Ta bây giờ đọc nó, giờ nó đang nghe câu cuối cùng của người đó thì ta cũng sắp chết rồi. Mọi người sanh ra để mà chết. Anh trong gì? Sư trụ dặn chết liền đó. Có cái kiểu đó. Anh trong gì? Hiểu không? Mấy tự nghe kịp không? Cái danh nào mới có thể nhìn thấy sắc mà cú hút theo cái cảnh của nó khắc ở trong nó ta ở trong gia đình tự thử nghe kìa ha. Do đó cái tự bạn nhìn thấy sự gì sắc đang hoại diệt cả tan không phải là của tôi của ta trong đó nữa. Ngay tại lúc này nè, ngay tại lúc này nè, quý tử đã ra khỏi cái thân kiến rồi. Quý tử nghe kìa không, ngay cả lúc này thì quý tử ra khỏi gì ngã mạn rồi. Một là đủ ăn rồi. Bánh uống ba mặt. Một cái là đủ ăn rồi. Đặt một trong ba cái. Nhưng mà xin nói rõ thêm cho các tử nghe. Người mà mạnh về trí tuệ, họ luôn luôn sắc bén về trí tuệ, dẫn dụng trí tuệ nhiều, họ sẽ thấy được tướng vô ngã. Còn nếu như người mà không có mạnh gì trí tuệ thì họ sẽ thấy được tướng vô thường và khổ đau, cho họ thấy được tướng vô ngã. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiều Liên thấy tướng vô ngã chứ không thấy vô thường nổi. Bây giờ nghe chưa không? Và Bát Tát Cha Ha và Kí Sa Công Minh Cư Cô Tâm Ni thấy tướng vô thường khổ, không có thấy tướng vô ngã. Thì bà thấy tất cả những người thân quyến của bà ta chết và vô thường quá, bà đau khổ quá, bà thấy hai cái tướng này. Ở trong lớp này Quốc Tử đa phần của tử tại đây đều thấy vô thường khổ chứ không thấy vô ngã, không có dùng mạnh gì trí.
mình nãy giờ nếu mà thấy vô ngã nãy giờ sư nói con làm thế này. Nói một lần thôi à, mà nãy giờ nó 6 lần rồi. Sư đem tới luôn nãy giờ 6 lần rồi. Để nghe kìa ha, hả? Đừng đem lại ha, đem lần nữa tới 7 nữa đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Vậy sư nghe. Có lúc con ngồi thiền á, có lúc con thấy cái đau nhất, mỗi đau. Có lúc con không, có lúc cái trong khoảng khắc nhỏ đó, con không thấy bị tê nhất mỗi đau. Cái con thấy được tê nhất mỗi đau, con không thấy tê nhất mỗi đau. Vậy có nghĩa là chưa có niệm mạnh, chưa có niệm mạnh. Khi thấy cái gì khó hay không là niệm không mạnh. Niệm mà mạnh nó định mới mạnh, mà niệm còn yếu đó định không vô được. Định là cái cửa ngõ đợi ra, niệm nó cứng rồi định mới vô. Niệm mạnh định mới có, còn niệm không mạnh định không vô được. Thì sẽ nói với tử nghe nha. Cứ tử ăn mà nói cái ăn cứ tử biết này. Cứ tử ăn mà cái bánh tàu hũ mà nó được được gần không? Có không? Tàu hũ nó được gần có không? Có. Có nha, nhớ nha. Rồi chưa? Nó là một khối bánh tàu hũ không? Nó là bánh khối tàu hũ không? Nguyên một dây. Nó từng lớp. Rồi nó có rã đó không? Có. Nó có rã không? Rã. Đụng cái bổ vô nó mới rã. Ừ. Nó bắt đầu nó đụng vô là nó quại ra liền, phải không? Tứ đại. Quại gì? Kịp chưa? Hiểu không? Cứ tự nhìn ra, cứ tự bán tét liền. Còn cái thứ hai nữa, cứ tự ăn xâm xa xâm xắm chưa? Ăn xâm xa xâm xắm có không? Một khối không? Bánh xâm xa xâm xắm đó, một khối không? Mà cứ tự đưa ra ngoài nắng cái gì? Thành nước. Tóp gì đâu, thành nước hết. Thấy không? Quá gì? Hả không nè? Hồi nãy mình thấy nó như vậy, nhưng mà nhìn thật kỹ đâu đó chỉ là pháp hoại diệt của sắc pháp tứ đại mà thôi. Nó không có bền vững, nó không có bền vững. Mà bấy nay mình làm mình giữ nó, hôm nay nó cho mình thấy mình thức tỉnh rồi, chứ còn không á còn làm nó bao nhiêu lần nữa. Cứ tự nghe kẹt không? Cứ tưởng ngồi, cứ tưởng ngồi trong cái thiền, cứ tưởng nó bị tê, cứ ngồi trong thiền cứ tưởng nó bị đau, chứ cứ tưởng ngủ cứ tưởng nằm dài cứ tưởng có bị tê bị đau không? Không biết, không biết, không biết rồi kìa, cái tỉnh nghe đi hả? Hiểu mà muốn mê quá nữa. Gần chưa hiểu mà ta có đi tiếp được không hay là gần nghỉ 5 phút nghỉ 5 phút để chân nghe. Đây có nghĩa là nếu mà con định mặt có nghĩa là con không còn thấy tê nhất hay là không? Đâu, mình thấy nó tê nhất như thường. Thấy tê nhất như thường. Nhưng mà mình chỉ nhìn qua cái tướng hoài gì của nó thôi. Mình thấy nó rã của nó thôi, chứ còn không cần phải nhìn cái tê nhất của đau nữa, hiểu không? Thấy là nó phải hoài gì thôi. Hiểu không? Nhưng mà mình nhìn thấy cái tình của nó thì mình không còn thấy, nhưng mà mình không còn có càng nhiều bài cái nữa, mà càng nhiều bài nó thấy hoài gì càng nhiều đó, càng mạnh đó thì mình mới thấy được cái thứ vô thường của đời cả. Tại vì con mất định thì nên mất, con không thấy được cái tê nhất đó. Mình lo niệm không mạnh, mình không có niệm mạnh, mình niệm mạnh thấy tê nhất nào thì mình mới thấy được cái hoại diệt định nó sanh lên mạnh liền. Hiểu chưa? Rồi đi, đi nghỉ 5 phút thôi, rồi ta trở lại. Đi nghỉ 5 phút. Hồi nãy đầu tiên chúng ta học về 4 cái nghĩa đó nha. 4 nghĩa của xà, của tâm, đúng không? Đầu tiên á, 4 nghĩa của tâm là gì? Là tâm có tính chất sanh diệt. Phải không nè? Rồi dẫn dắt tâm sở đến các cảnh. Phải không nè? Rồi thứ ba nữa là kháng kích tâm ở trong cảnh. Thấy không? Tâm khánh kích trong cảnh, gắn bó trong cảnh, không ngờ khỏi cảnh. Đó là thành tựu của tâm. Thấy chưa? Rồi nhân sanh của nó phải có danh sắc. Rồi nắm lên chưa? Rồi chưa? Rồi, giờ ta ráp này vô ha. Giờ suy nghĩ cho cái này phát ráp này vô nè.
này nha, đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không thay đổi, đặc biệt không đặc, đặc biệt không thay đổi ha. Nên đây nè, nè, đặc biệt không thay đổi, ráp này vô nè, cái mình ta ứng dụng cái tâm xử lý này. Như vậy thì cái trạng thái đặc biệt không thay đổi này á, là nó chỉ biết thôi đó nè, đúng không? Nó biết là nó biết thôi, nó không có thay đổi được. Cái trạng thái nó biết mà, tê, nó biết tê, nhất nó biết nhất, đào chứ đào, phải không nào? Rồi cái khi mà nó đặc biệt nó không thay đổi rồi đó, nó nhìn vô trong đó, nó kháng thích trong cảnh, phải không nào? Nó kháng thích trong cảnh, đúng không? Cái này đặc biệt không thay đổi là xử lý. Rồi, cái này là ý nghĩa, cái này là ý nghĩa của pháp xử lý nè. Cái nghĩa sao sư áp này vô có tự nghe cái này. Còn ý nghĩa của tâm, ý nghĩa của tâm, ráp nó vô lại, có thể dùng được cái pháp này. Ý nghĩa của xử lý là đặc biệt không thay đổi, rồi nắm được rồi ha. Như thế ý nghĩa của tâm á, cái sự thành tựu nãy chúng ta thấy rồi đó, đúng không? Là nó kháng khích không rời khỏi cảnh, nó kháng khích trong cảnh, kháng khích trong cảnh, cái tự thấy đúng không nè, kháng khích trong cảnh. Như vậy thì khi mà cái tâm của mình nhìn vô cái tê nhất vào đau thì nó kháng khích trong nó luôn, phải không nè? Nó không biết ha. Nên là niệm tê 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 hoài, còn mình nghĩ mình thấy đau 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 hoài, tức là mình nhìn thấy cái đó là cái cảnh, đó là cảnh mà trên là hiện thế, phải không nè? Nhưng mà mình nếu như mà mình thấy đó là cảnh của trí tuệ cao siêu, ô cái này á của trí tuệ cao siêu, gắp lại vô nè, mình mới thấy nè, ô cái tê nhất bộ đau này cho ta thấy được một thực tính là gì? Nó cái tính chất hoại diệt. Hồi nãy chưa tê, chưa tê, chưa mỏi, chưa nhất, chưa đau, bây giờ nó tê nhất bộ đau, thấy không nè, đúng không? Là cho ta thấy được cái gì? Một cái tính chất hoại, hoại diệt. Hồi nãy chưa tê, bây giờ tê, hồi nãy chưa mỏi, giờ mỏi, hồi nãy chưa nhức, bây giờ nhức, giờ nãy chưa đau, bây giờ đau, nó cho ta thấy được cái tính chất hoại, hoại diệt. Đó là cái thứ ba, cái gì? Ý nghĩa thứ hai của tâm xử lý là gì? Cảnh của trí tuệ cao siêu. Khi tự kịp không? Nếu mà cái tự không thấy được cái này thì cái tự là gì? Chủ của mọi pháp chế định, mọi pháp chế định, phải chưa? Như vậy thì tệ nhất của nào là pháp chế định, đúng không? Tệ nhất của nào là pháp chế định? Tệ nhất của nào? Tệ nhất của nào là pháp chế định? Hay ngồi và xả cũng là pháp chế định không? Được rồi. Yeah, vậy mình dính vào trong này. Ngồi hay là xả cũng vậy thôi, tiếp tục ngồi hay là xả cũng vậy thôi. Nghe kịp chưa? Rồi, khi mà ta nói tên nhất của đau mà quý tử nói nó không thay đổi đó, nó không thay đổi đó, quý tử nói nó không thay đổi đó, là quý tử đang đi thiền, thiền chỉ. Thế nè, quý tử nói quả nhiều hoài, nó không có thay đổi đó, là quý tử đang thay cái chỉ. Nó quả nhiều hoài đó là chỉ. Nhưng mà nếu mà nó có cái trạng thái không có đúng như vậy đó, là cái này mới là quả. Hiểu chưa? Nắm được chưa? Cái tê hoài mà không thay đổi là cái tê đang ở trong thiền chỉ. Nhất hoài không thay đổi là cái tê đang trong thiền chỉ. Cho tới mức giai đoạn mà cái tê nó quả diệt mà cái tê không thấy được cái tướng vô thường á, là cái tê đang ở trong thiền chỉ luôn, chứ không có qua thiền quán. Tê nghe kịp chưa? Hiểu không? Rồi, đợi nó rồi. Từ cái này đang có, qua cái này không có, thì quý tử đang có thấy được quán rồi. Từ cái này quý tử có, qua cái này có, quý tử thấy quán chỗ này rồi. Hôm bữa trước sư có nhớ cái lớp học kỳ trước phải không nè? Phải không nè? Nhớ không? Buồn. Gọi là vui. Đúng không? Giữa cái này nó có khoảng hở không? Cái khoảng hở này là gì? Sanh diệt. Bắt được cái này là gì? Thực tính. Bắt được cái thực tính này thì là gì?
thực tế, đúng không? Còn nếu như mà cái này buông buông hoài là gì? Chỉ vui 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 hoài là chỉ vui buông qua cái vui này là gì? Hoàng. Ủa hả? Ủa bữa trong đó nữa. Không có thấy, đừng có ủa. Nó lớn như nó lớn. Mà ủa là mình đang là chết. Dạ theo. Nó chưa ủ. Nó chưa đến hết. Nó đến hết, nó gà. Pháp không tìm cầu. Pháp nó đến, mình nắm bắt. Chứ không phải pháp tìm cầu. Pháp mà tìm cầu là pháp của chủ của chế định. Và pháp đã đến được là cảnh của trí tuệ cao siêu. Hiểu không? Gặp chưa? Rồi, quý tử có khắc khích trong cảnh không? Khắc khích trong cảnh. Tâm mình khắc khích trong cảnh không? Có khắc khích trong cảnh. Khắc khích trong cảnh tê, tê hoài. Hiểu không nè? Khắc khích trong cảnh quả diệt. Quả diệt hoài, không có thay đổi. Là quý tử ở trong trạng thái gì gì? Của thiền chỉ. Phút trước, phút sau, phút sau, phút trước, phút sau, phút sau, phút sau, nó thay đổi liên tục. Mà quý tử khấn khích nó hoài vậy đó. Quý tử đang đều là thiền chỉ, cũng như quý tử niệm hơi thở vô ra, vô ra. Quý tử thấy dài ngắn, nặng nhẹ, mau chậm gì hết đó. Kịp không? Quý tử đang ở trong cái thiền chỉ này. Vừa thấy tê, vừa thấy nó khỏe. Nghe phút giây này, quý tử nghe là sư. Có nhiều người ta mạnh lắm, mạnh nghiệp niệm, đỉnh nó lên, tại nó lẹ liền. Vừa đang thấy đang thoải mái đó mà tê nó đến rồi đó, niệm ngay cái chỗ đó đó là hiện tại đi, mà qua cái tê rồi đó là trạng thái trở lại gì, quá khứ. Hiểu không? Bắt liền cái đó là tôi bắt ngày đó là pháp hiện tại. Các bạn nghe kèm không? Hiểu không? Sư nói với tôi nghe, mình không có bắt được cái gió nó vô đầu mũi, phải không nào? Mình không bắt được pháp, mình bắt được gió vô đầu mũi, nhưng mà khi mà ta hiểu được pháp vô đầu mũi đó là ta nóng được pháp. Mình không bắt được cái gió đi vô tới cổ họng ta, nhưng ta hiểu được pháp đang hiện tại đây, giữa cái này chỗ đây là pháp, ta bắt được. Hiểu không? Hiểu không? Rồi, ngồi coi không biết còn gì vậy. Hiểu không? Sự ráp vô còn nè. Quý tử nghe kẹp không? Quý Phật tử thấy tê nhất bộ đau là pháp chế định. Đúng không? Quý tử nói pháp tê nhất bộ đau là pháp chế định. Quý tử đang ngồi thì quý tử muốn xả thiền cũng là pháp chế định. Cái tâm tử đang nghĩ theo cái pháp chế định thôi. Quý tử không có lấy cái trí tuệ cao siêu. Tại sao pháp đang tê nhất bộ đau nó đến? Tại sao tê nhất bộ đau đang đến như vậy? Nó có ý nghĩa gì? Quý tử không lấy được cái nghĩa của pháp tê nhất bộ đau đó, mà quý tử chỉ cũng muốn là gì? Chế định ở trong chế định mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì xin nói nghe, khi mà mây đen nó đến á, quý tử thấy mây đen đến tinh niệm, mây đen à, mây đen à, mây đen à, phải không nào? Đúng không? Xin hỏi nè, nghe nghe nè. Khi mà thấy mây đen tới đó, cái tên đấy mây đen à, mây đen à, mây đen à, đúng không? Cái tên niệm cái đó đúng không? Dạ nữa. Xin chết liền á, xin chết liền đó nha. Cái tên thấy mây đen nó tới, cái tên mây đen à, mây đen à, mây đen à. Không. Phải không? Còn chút xíu mưa dẹp luôn. Cái mây đen là bắt đầu nó. Trời ơi, có lâu niệm mây đen à, mây đen à, mây đen à. Hiểu không? Hiểu không? Dạ nữa. Dạ mà còn sức chết liền đó. Mà con hỏi xin lỗi nghe nghe tiếng động mình nói niệm. Nghe nghe nghe. Mình thấy mình đẹp. Ừ, niệm em luôn. Còn mưa nó xuống không? Còn mưa đẹp. Còn mưa xuống là mưa à, mưa à, mưa à. Mà chúng nó chết. Lạnh quá chết. Chết à, chết à. Cái niệm đó mà không có định, không có tuệ. Cái đó chỉ là cái pháp đó. Quý tử không làm được cái gì. Quý tử không làm được gì. Cái cảnh nó đến đó. Quý tử đó, quý tử phải niệm cái pháp liền. Cái cảnh nó đến là chuyện cái cảnh, nhưng mà phải niệm pháp đi. Không có niệm cảnh, mà quý tử niệm cái pháp của cảnh nó đến. Ngũ ý nó là chỗ đó mới mới thấy được thực tính thực tướng. Trời ơi, mới đem mà mới đem chắc luôn.
thì hiểu không? Còn nhà trái à, trái à, trái à, trái à. Hiểu chưa? Cái từ này kề phóng, đà ráp này vô giữa chưa tê, đất tê là quán. Quý tử thấy chưa tê mà yên hoài là chỉ, tê hoài là chỉ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không thấy được giữa hai trạng thái trước và sau thay đổi như vậy đó, là quý tử không có quán, quý tử chỉ hoài. Hiểu hoài à, nghe nhà hiểu hoài à. Hả? Chỉ không à, nhanh lắm. Mình sẽ trở lại trong chỉ. Không có pháp nào nó tồn tại giữa sát na trước, sát na sau của tâm thức của mình đặc biệt. Do đó đó mình phải bắt được những cái trạng thái diễn tiến nhanh mau lẹ của pháp mà tâm thức mình theo được đó. Cái đó là thực tính thực tướng đó. Còn quý tử chán cho lại là quý tử đi vào trong cái cảnh của đối tượng của tâm thức mà quý tử không qua được cái quán để mà thấy pháp đó, quý tử mắc cái quán mà chỉ ở trong chỉ. Ủa chết rồi. Không, thầy sư nghe. Sư, làm sao mình biết được là cái quán cái pháp và quán cái tưởng sư? Trước khi tụi con thấy xong đó, thì tụi con thấy cái tưởng á, đây sư nghe, sư nè. Cái pháp và cái tưởng là mình biết, còn pháp là mình thấy mà không biết. Mình chỉ thấy thôi chưa biết, mà mình biết vào đó trở thành tưởng. Kịp không? Thầy sư nghe kịp không? Khi mà nó thay cái đường giữa cái chữ thay thái chưa tê mà nó đến tê, nó có cho mình biết không? Nó không có cho mình biết. Nó không cho mình biết lúc nào và ra trạng thái tê và trở lại không tê đó, nó có cho mình biết không? Nó không cho mình biết ngay phút mà nó vừa bắt một cái ra liền đó, cái đó là pháp. Thật quá. Hiểu hoài à, hiểu không? Hiểu chưa? Quý mấy cô đi thiền chỉ không à, là chết. Tại vì nó là không có cơm gạo thóc nằm nuôi hết á, nuôi một chút thôi là cho rồi đạo quả là đi liền, không có mua gạo hoài. Hiểu không? Hiểu không? Cái tê á, mình nãy sẽ nói với tôi sẽ mắc đi một giai đoạn niệm rồi sẽ có cái định, nhưng mà sẽ muốn nói trở lại với tôi nghe kịp không? Cái giai đoạn mà vừa tê nè, vừa chưa tê nè, đến cái tê nè, cái chỗ nào đây nè mình không biết, là quý tử niệm được cái này đó là quý tử thấy được thực tính. Còn cái này chỉ là thực, cái này là chế định, này là chế định, này là chỉ, này là chỉ, cái này mà là quán nè, quán nè, quán nè, những điểm này là quý tử muốn bắt kịp chưa? Phải chưa? Rồi, và khi mà tê nhất mỗi đau á, tê nhất mỗi đau á mà quý tử không đi tiếp qua ngoại diệt á, quý tử trở lại trạng thái không tề, là quý tử chỉ trở lại chỉ nữa. Mà khi mà từ cái trạng thái tê này nè, nó trở lại trạng thái không tê nữa, hết tê đó, là quý tử bắt nè, bắt nè, bắt nè, bắt nè, bắt nè. Cái này là quán. Khi mà quán mới thấy được cái này nè, không phải cái này nè, không phải nè, cái này không phải nè, mới ra được cái tướng. Còn không là quý tử cứ khắng khích trong cảnh, khắng khích trong cảnh mà không rời khỏi cảnh, ở trong cảnh mà không rời khỏi cảnh, mà đó là cảnh chứ đâu phải là pháp. Chứ tự ở trong phim mà quý tử không thấy thực tướng của cái cuộc sống của quý tử, coi cuốn phim xong cái mình mơ mình làm thì mình cuốn phim đó luôn à. Hiểu không? Mà khi cái người mà đóng cuốn phim đó đó, có khi là 45 năm về trước rồi, mình còn mộng mơ mà. Khổ lắm. Thì cái tự nghe kẹp không? Cái tự nghe kẹp không? Hiểu chưa? Cái cuốn phim đó được dựng ra ít nhất á, là nó đã có một thời gian nó bay. Phải không nè? Mà mình nhìn thấy người diễn viên đó mà mình mơ trong đó đó,
là chỉ riêng bây giờ nhìn thấy hải hồn rồi. Xỉu rồi, vừa thấy xuất hiện cái xỉu đâu. Trời ơi, tôi biết về tôi về đâu. Kịp không? Nhưng mà mình cứ mơ trong đây nè. Tôi nghe kịp không? Không có. Quý tử tiếp tục đi tiếp. Quý tử có định. Quý tử không đi tiếp, quý tử trở lại trong niệm. Niệm hoài là sao? Niệm hoài nó sẽ mất đi cái tháp niệm. Quý tử niệm hoài, quý tử sẽ tháp niệm. Quý tử lên xe, chúng ta lái bài. Ngồi ngồi cái bên, sẽ nhắc quý tử. Lái phải tới chỗ nha, chứ không phải lái hoài nha. Người ngồi cái bên đó, sẽ nhắc quý tử. Lái phải tới chỗ nha, không phải lái hoài nha. Không phải chạy hoài. Nhưng mà quý tử không nghe cái người ta nhắc đó. Quý tử chạy hoài, ngồi tới đâu? Tới đâu? Quý tử chạy hoài, ngồi tới đâu hả? Tới tâm sản khẩu tiếp. Hiểu không? Rồi quý tử mới xả thiền tiếp, ngồi tiếp và xả thiền tiếp, ngồi tiếp và xả thiền tiếp, ngồi tiếp, xả thiền tiếp. Và gặp lại tê nhất mộ đào tiếp. Hiểu không? Người ta cho mình một bài học thôi, là phải ngồi liền, tê một thức tỉnh liền, nhất là thức tỉnh liền, mỗi thức tỉnh liền, đau thức tỉnh liền, quả diệt, thấy tướng liền. Còn quý tử lặp lại 10 năm nó cũng vẫn vậy á. Trời ơi, tự giặt chết. Thôi tôi thôi, ổn ra cuộc đời. Hiểu chưa? Ngày mơ với tử ngồi cũng thấy tên nhất bộ đào. Buổi kia với tử ngồi cũng thấy tên nhất bộ đào. Ngày nọ với tử ngồi tên nhất. Cái đó là cái trạng thái làm ấy thôi. Ta đến như vậy thôi. Với tử không cần phải cầu mong nó. Nó đến như thế nào ta biết pháp. Nó đến như thế nào ta giải quyết pháp. Chứ ta phải giải quyết mày. Ta không có giải quyết bay. Rồi gọi xin nghe, có bắt bắt rồi. Xin nghe. Trước khi ngồi thiền thì cái tâm con thảnh ơi dễ sai kiếp. Nhưng mà một khi mà ngồi cái bắt đầu cái tê đau thì đây nó lên cái cảm thấy cái thân cái cứng ngắc cái cổ cứng cái lúc đó cái đầu quá rồi chịu nó cái đầu cứ nó giống như bị nhẽ vậy đó, người ta không còn dễ sai trí như hồi lúc ta chỉ có nhìn thấy ngã, nhìn thấy đau quá rồi. Là sao? Ngã khóc luôn. À? Chưa thấy khóc mà. Chưa tới. Chưa tới rồi. Dạ, tôi sẽ đón bắt đầu tới rồi. Nghĩa là tại con chấp ngã quá rồi. Thằng kiếm. Thằng nó như con kiếm, con chấp nè. Quý tử cho nó qua đi, nó sẽ qua đi. Nó cứng tốt, nó tê nó tốt, mất cảm giác tốt, mắt của mình luôn, mình mới ra. Còn mình giữ lại tôi, giữ hoài may này của tôi. Thế nghe kịp không? Hiểu chưa? Xin biết các quý Phật tử không dám đối diện với một sự thật của một thực tướng. Nhìn người ta chết, mình tự tại lắm. Nhưng mà người ta nói tới mình phải chết á, mình uống đậm lắm. Là quý tử chưa có gọi là đủ ba la mật đối diện sự thật của đường tu của mình. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Quý tử nghe người ta nói người ta chết, quý tử nghe nói của đám ta. Quý tử chia tay một người đã thân, quý tử chờ ra đi. Quý tử nói được, quý tử thấy được, quý tử nhìn được, quý tử nghe được, quý tử tiễn đưa được, quý tử hành động được. Nhưng mà quý tử không muốn ai nói cho quý tử là quý tử sẽ chết. Quý tử không muốn nghe cái tiếng nói đó. Là quý tử không có qua được con đường thiền quán này. Nghe nói tới giờ giận. Nói tới giờ giận nữa. Hiểu không? Mấy con nghe, mấy con nghe tự hiểu sẽ nói không? Đó là vậy đó. Tại vì khi mà quý tử nói và quý tử bỏ cái thân kiến này, quý tử không có bỏ được đó, thì quý tử không vô được sơ đạo sơ quả. Mà khi quý tử thấy được cái trạng thái này là nó không còn thân kiến. Ngay tại đây quý tử đã không còn thân kiến rồi. Mà quý tử vẫn còn nói tôi, thì lúc đó mất, quý tử trở lại cái này. Chế định vậy thế. Quý tử trở lại cái chỉ này, chứ không phải là quá. Quý tử nghe kịp không?
quý tử đi lạc một con đường, quý tử muốn tiếp tục lạc lại làm được đó không? Hả? Tôi xin lỗi nè, quý tử đi lạc một con đường, đúng ra con đường này mình phải đi tới này, nhưng mà giờ quý tử đi lạc con đường qua một cái exit rồi, quý tử có muốn gặp cho lại cái exit nào đó không? Không. Mà tại sao quý tử biết là quý tử đi lạc được? Vấn đề. Hả? Tại sao quý tử biết mình đi lạc được? Quý tử nói. Vậy thì quý tử ngồi hoài cũng vậy đó. Ngồi hoài vậy đó. Chú Khánh á, chú Khánh thì cô Huệ. Bữa đó chú Khánh cô Huệ sư set up nên là ba cái ngôi chùa Miến Điện. Bữa nay sư phải đi viếng thăm ở Maryland. Lúc mà năm 2010 sư mới từ bên Cali qua, sư nói chứ cho tôi đi, cho sư đi kiếm viếng thăm ba cái chùa này nha. Dạ được, sư đưa địa chỉ. Cái sư vô internet sư ghi qua địa chỉ. Cái exit mà cái cửa vô cái chùa Tây Tạng đó, ổng quành đi là 4 lần rồi đó. Sư nói ủa sao chú thấy sư này thấy cái xếp đi vô rồi? Không có sư, là sắp tới là sư. Trời ơi, 15 phút sau cô chở vô cái xếp này đó. Sư nói ủa cái này sư này thấy mà ma sao chú vô rồi? Dạ cũng gần tới là sư. Sư nói ủa chạy. Chứ mà có lạc đó thì vô cái sang hổ nha, chứ không phải chạy gì hoài nha. Không không, sư tới là sư. Trời ơi, 15 phút sau cũng vô cái xếp đó rồi. 4 lần vô một cái xếp đó đó. Cái chân sư hoa cái lạc không? Giờ lạc còn sợ. Đưa ba cái địa chỉ mà sẽ đi một ngày trời được có một cái chùa đi về luôn. Vậy là không có đúng. Không có đúng. Cái đó là không có cái cách nào mà giải quyết cái đường đi về được hết đó. Thì quý Phật tử cũng phải ngồi lại trường hợp của mình. Tôi nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Rồi, quý tử thấy tê nó mãi mãi tê không? Nhất nhất mãi mãi không? Nó hiện bài của một cái tính chất nhất vừa tê nhất đó là một cái hoại diệt. Vừa tê qua cái không tê, vừa không tê qua tê. Nó hiện bài một cái tính chất hoại diệt. Thì chính cái hoại diệt đó quý tử đi tiếp. Nó sẽ cho gao quý tử thấy được bản chất của nó. Còn quý tử quay ngược trở lại cái này, nó trở lại bản cũ của tự lại. Thì tôi trở lại cái sĩ cũ nãy. Quý tử khánh khích trong cảnh không? Quý tử khánh khích trong cảnh không? Rồi không trả lời luôn rồi. Không ha. Thấy cảnh để mà hiểu pháp. Thấy pháp để được biết thực tướng của trí tuệ mà, chứ không phải ở trong cảnh. Hiểu chưa? Nay chúng ta phải giải quyết cái này. Coi phim không phải coi diễn viên. Diễn viên diễn xuất chỉ là một phương tiện cho ta hiểu được cái nội dung ý nghĩa của phim. Nội dung ý nghĩa của phim cũng chưa dừng lại trong đó, để cho ứng dụng tính sống trong cuộc đời này. Đạo diễn muốn cho chúng ta có ý nghĩa gì? Ngồi coi ha. Được chưa? Tôi thấy nắm được chưa? Đã. Rồi, đặc biệt không thay đổi là cái tâm của ta. Là nó biết cảnh. Khi nó biết rồi đó, nó sẽ khánh khích trong cảnh. Quý tử sẽ bị lạc hướng, nhìn thấy pháp. Quý tử sẽ bị lạc hướng, nhìn thấy pháp. Quý tử nghe kịp không? Giờ sẽ trình bày thêm một thí dụ thêm nữa nè. Quý tử thấy một nhà nghệ thuật sắp đặt những món ăn hấp dẫn trên bàn cho quý tử. Gọi quý tử nhìn thấy những món ăn hấp dẫn trên bàn, quý tử được ngồi thấy đó. Trong một cuộc tiệc, người ta mời quý tử tới. Ta sắp đặt hết tất cả những món ăn hấp dẫn trên bàn. Vậy nè, quý tử nhìn thấy những cái món ăn đó, quý tử làm sao? Không nè, quý tử khánh khích ở trong, trong cảnh dĩa đồ ăn đó, phải nè. Hay là mình bắt đầu mình ăn. Sư hỏi là thấy mà cũng là mình nhìn hay là mình bắt đầu ăn? Ăn lắm nè. Trả lời cho sư nghe nào. Ăn. Rồi khi mà quý tử ăn á, quý tử thấy cái cảnh nó còn không hay là cái pháp nó bắt đầu hiện bài? Là gì? Đang thưởng thức, mắt đi cái cảnh đẹp của cái gì ăn nãy. Đang thưởng thức.
Thảo nè, còn cái thưởng thức đó nó ra hiện bài hay là đối tượng đang thấy ý nghĩa của cái việc ăn của mình. Thấy không? Ăn để cho ngon, ăn để cho no, ăn để cho biết các vị. Đối tượng thấy có những cái trạng thái nó đến của tiểu liền của hắn nè. Còn có những người họ thực dụng, họ ăn để cho no, họ cứ tìm họ ăn. Còn họ ăn để cho thưởng thức các vị, họ ăn chăm chút, họ theo dõi các vị chứ không để cái đồ ăn nữa. Họ chăm chút từng các vị. Còn ăn để mà hiểu được cái nghĩa của vật thực này thì họ để ý thêm các vật thực này được nấu nước ra sao. Nó qua cái giai đoạn của hồi nãy rồi, rồi chấm dứt một cái bữa ăn, ta mới nghĩ ra được cái gì trong cái bữa ăn này. Rồi cho bạn ăn ngó, bạn ăn không à? Hiểu không? Tất cả nó đang được trình bày trên cái dĩa của cái mặt bàn, rồi diễn tiến của cái vật thực nó theo ý nghĩa chúng ta, theo ý nghĩa nó. Nó đến như thế nào chúng ta theo hiểu được nó đó, ta ra được giá trị của cái dòng vật thực này hay là cái sự hiện diện của mình. Cái tự nghe kìa không? Thấy chưa? 1, 2, 3 chúng ta ra được kết quả rồi. 1, 2, 3 chúng ta ra được kết quả. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta vô trở lại. Nói đây thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vô chi tiết nè. Nhà này bắt đầu vô chi tiết nè. Chúng ta đang đi vô cái hơi thở phán nè. Phán nè. Cái chứ? Chúng ta sẽ trình bày trong cái tiếp theo nè. Trình bày từng chi tiết nha. Từng nghe kịp nè. Rồi, khi chúng ta theo dõi hơi thở, phút giây đầu tiên chúng ta theo dõi hơi thở, cứ cho nó vô và ra. Chúng ta nghe kịp không? Khi giây ta dọn vô và ra thì cái trạng thái ta biết vô và ra là cái trạng thái của danh, là cái biết của ta. Hơi thở này là trạng thái vô và ra, là trạng thái của sắc. Cứ để nghe kẹp ha, được chưa? Đây đầu anh nghe kẹp ha, vẫn nè. Sắc nó liên hệ với sắc, vẫn nè. Vô và ra sắc thì lúc đó cái thân chúng ta thoải mái, nếu như hơi thở nó đều, đúng không? Tâm ta biết, tâm ta biết, tiếp tục, đúng không nè? Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu như mà cái hơi thở nó vô ra đều, thân ta thoải mái là ta biết, vẫn bình thường, chưa có gì thay đổi, kịp chưa? Rồi, khi cái trạng thái vô và ra tương đối với cái điều kiện của nó, nhớ tương đối với cái điều kiện của nó, chúng ta nghe kịp nha. Vô nhà ra tương đối với điều kiện của nó thì nó ổn định, nó ổn định chưa? Điều kiện của nó cho phép chúng ta trong giai đoạn này là 10 phút mà thôi hay 15 phút mà thôi. Chúng ta nghe kịp ha, cái chưa? Nhưng mà qua tới phút giây 16 bắt đầu nó lại thay đổi nè, đúng không? Tháng nè, thì nó chỉ cho chúng ta 10 tới 15 phút mà thôi. Có người ngồi 10 phút, ok. Nhưng mà tới 15 phút bắt đầu là xáo trộn, hay 11 phút bắt đầu xáo trộn, 15 phút qua 16 phút bắt đầu xáo trộn. Quý tử biết được à, nghe kịp chưa? Nhìn xin nhắc nè. Thì khi mà 16 phút thứ 16, phút thứ 16 đến á, nó thay đổi cho cái tự hắn nè. Hắn nè, sắc thay đổi sắc. Danh nó bắt đầu nó biết. Rồi chưa? Danh nó biết. Thì khi nó danh nó biết á, nó báo cái danh này. Nó gọi là quán sắc và phản khác. Gọi là phản khác. Nó quán sát và phản khác
đã thoải mái và thay đổi. Nó biết, nó biết cái xác này đang thay đổi. Mà xác này đang thay đổi là gì? Ổn định, định bất ổn định. Cái xác này được danh biết nữa, được danh nó biết nữa. Tâm trong tâm, tâm trong tâm. Như vậy thì lúc đó chúng ta có cái niệm, niệm thấy pháp, niệm thấy pháp, chứ không niệm thấy cảnh. Cảnh chỉ là mượn, ta niệm thấy pháp, ta niệm thấy pháp, ta có cái niệm. Cái chưa? Niệm mạnh, niệm mạnh thì cái này nó dắt đi tiếp, ta có cái định. Chỉ có một cái thay đổi thôi đó, là quý vị đã niệm được, niệm định và tại đó. Chỉ một phút mà nó thay đổi thôi đó, quý vị đã có được cái niệm định tại rồi. Còn quý vị nói chứ, giống như cô Tình An cô nói, cô ngồi cái đau hoài là cô thấy chỉ không. Cô nghe kịp không? Giai đoạn nào mắc cái trạng thái học nào mà nó đau, cô không có niệm được, cô mắc cái niệm cái đó. Cô biết lúc nào mắc đâu, cô biết lúc nào thay đổi không, cô lúc nào có thấy lúc nào nó thay đổi không? Không thấy, không có biết, không biết lúc nào mắc cái niệm, mắc cái niệm lúc đó. Xin nghe, dạ xin nghe. Nếu mà trường hợp mình thấy mình bị tê đó, xong bắt đầu mà tê nó tê nhói lên chút xíu, tê nhói lên chút xíu, xong rồi nó lại từ từ nó xuống, tê lên chút xíu. Dạ. Thì cái đó là mình trong trạng thái gì? Mình để ý mình thấy là cái phút mà nó đang từ mà đang nhói nó tới đang tê mà qua nhói cái đó, ngay sát na mà nhè nhói lên cái đó, điểm liền là chúng ta có định tuệ. Định tuệ nghe đó, trở lại nhói đau lên đó là chỉ lại, chỉ cái điểm thôi. Thiền không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì đại sư bắt đầu đưa cho cái tự phần chi tiết rồi đó, phải kịp ha. Mẫu xẻ ra này, này. Khi hơi thở ta vô và ra, danh ta biết là tâm ta biết đó. Thân ta thoải mái, tâm ta biết đó. Lúc đó nó đang ở trong điều kiện ổn định của nó. Chứ tự nghe kẹp không? Không biết, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, tùy mỗi Phật tử, tùy mỗi hành giả. Nhưng mà nó qua khỏi cái quy ước của điều kiện nó ổn định rồi đó, là nó bắt đầu là thái, thay đổi tình trạng ổn định đến tình trạng bất ổn định. Quý tử nghe kịp không? Quý tử mua một cái bình sữa đó, quý tử biết lúc giây nào mà nó bị expire không? Không. Quý tử biết lúc giây bị expire không? Không. Hiểu không? Cái người mà thấy được cái bình sữa mà expire đó, cái người đó là định tuệ đó. Còn người mà có cái label nó đóng lên hết rồi, cái cơm dục đó, thì cái đó không phải định tuệ. Hiểu không? Tại nó lên ngay lúc định. Tại nó lên định. Cái này là gì quý tự thấy gì không? Một cái thực tướng, một cái thực tướng nó lên liền ngay chóc, là cái thực tướng nó lên liền. Chứ nói như vậy mà quý tôi không làm được nó ra thì uổng lắm á. Chị nghe lúc sư nói niệm cái gì lúc đó thì sư nói niệm sư niệm cái gì đó niệm sư niệm gì đó biết thì thôi. Thay đổi rồi, nó đang thay đổi rồi. Các thấy không? Các thầy thấy cái thằng diễn viên nó đang ngồi trên ghế mà cái nó đứng làm cái, còn nó thay đổi rồi. Thay đổi làm gì? Hiểu không? Còn cái thầy không có hiểu, lúc nó đứng lên rồi nó đi, nó làm gì, nó có tự ngồi là gì?
mê mê trong phim. Quý tử hiểu không? Đang cứ tưởng hoàng không thấy đâu là niệm sư. Niệm sư vô. Niệm sư vô. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn đâu 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 nữa. Hiểu nè. Có hai. Có ai nghe kịp à? Thôi nữa, mà thôi không rồi. Thôi là khí cái bài thôi hết rồi. Thôi là khí cái bài thôi hết rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi. Rồi xin cắt lại tiếp nè nha. Cho xin cắt tiếp ha. Nhắc lên trên đây. Cắt lên trên đây cho quý tử tiếp tục nè. Rồi. Bữa nay quý tử sẽ làm như vậy đó. Chứ cái giai đoạn nó thay đổi. Khi giai đoạn nó thay đổi rồi, nó đến rồi đó. Thay đổi nó đến rồi đó. Sắc thay đổi hay là danh ta thay đổi, ta còn niệm. Cái chỗ này là ta phải niệm. Sắc ta thay đổi, danh ta thay đổi, hay là sắc thay đổi mà danh ta không thay đổi, ta phải kịp niệm cái đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Khi mà thay đổi, sắc nó thay đổi hay là danh ta thay đổi, người mà có định mạnh á, niệm lên á, định mạnh lên á, danh không thay đổi, chỉ nhìn thấy sắc thay đổi mà định mạnh lên để mà thấy được cái tuệ sanh lên, bắt được sắc. Cái đó là cái chỗ đó quyết định quyết định. Vậy thì sắc thay đổi, danh không thay đổi, danh tiếp tục niệm, danh tiếp tục niệm vào sắc đang thay đổi, kịp chưa? Kịp chưa? Còn nếu như mà danh mà cứ tự thay đổi luôn đó, thôi xả tiền, xả không tính nữa. Kịp chưa? Sắc thay đổi, danh không được thay đổi, danh tiếp tục nhìn nữa vào sắc đang thay đổi. Thử nghe kịp không? Thì lúc bây giờ, lúc bây giờ danh nó sẽ nhìn thấy được gì? Thực tính của sắc, chứ không còn là, chứ không còn là cảnh của sắc. Không còn, không còn cảnh của sắc, mà đó có thể sẽ nhìn thấy được thực tính của sắc. Từng cái kèo không? Đồ ăn mà nó cứ tưởng tới mức mà từng phải dục đó là đồ ăn cái gì? Thiêu. Thiêu. Quay gì? Quý tử dùng cái thiêu nó quá nặng ha. Đồ ăn mà cứ tưởng tới mức mà tưởng không dùng được nó, quý tử gọi là đồ ăn gì? Nó bị hư vấn nè. Hư vấn đó. Hư. Còn tính nó lã ra từ đó đó, của tôi mới nhìn thấy vô được phán nè. Đó, của tôi bắt nhìn vô thì tính rồi nè. Kịp chưa? Nhưng mà cái tâm của tôi bị hư không? Tâm của tôi còn hư, bị hư không? Chắc không? Đoạn hư. Tâm của tôi có hư không? Là tâm của tự bắt niệm chưa, thấy chưa? Rồi bạn hư cái tâm nó buồn. Vậy là bắt chánh niệm, quý tử phải nhìn tiếp nữa, đó là gì? Thực tánh rã tan, thực tướng vô thường, buồn hả? Mất hết. Hiểu không? Hay là gì? Mới mua mà không ăn được. Tâm cái tự bắt đầu là gì? Thay đổi chứ không phải là không thay đổi. Do đó sắc nó thay đổi,
tâm ta không thay đổi, tiếp tục nhìn vào, tiếp tục nhìn vào sắc nữa, quý tử mới ra được vị trí của thực tính, ra được cái thực tướng, giá trị chỗ đó tôi đi tìm. Còn quý tử buồn theo, tiếc theo, khổ theo, không khổ được, theo được. Sự đau khóc lắm. Nãy nó sắp sự khóc đó, nãy sự khóc tới. Thì quý tử bắt đầu gì? Mặt ha. Hiểu không? Xin nghe. Thưa sư, cái đối tượng của mình là cái sắc để mình biết được cái tê, cái phổi đau rồi cái ngân mình thở tự từ chú mà. Thì tại sao mình lại trở về hơi thở để làm cái gì sư? Tại vì mình tìm ra mình mới trở về hơi thở chứ không tâm mình dao động nữa. Còn nếu tìm ra cứ tiếp tục theo hoài. Sâu vô luôn. Tự trở lại. Tê nhất của đau vô qua quay diệp, quay diệp vô tới vô thượng luôn. Nên Đức Phật này thấy những các vị mà hành giả đệ tử Đức Phật đó đi tới đó bắt đầu ngày phóng hào quang tới ngày kia tiếp nữa, tiếp tục vô luôn sống hào quang sẽ tự dặn chi chết chứ tự dặn chết. Nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Hiểu không? Đi tiếp nhá. Vì tại vì biết được tự không có thấy được pháp đó nên thì sư kêu tự phải trở lại, còn hơn tự đi văn vô. Cái tự không có tìm ra được đường đi tới đó, tự phải trở vô gas station để hỏi địa chỉ đi tiếp chứ không đi văn vô đi hoài hả? Hiểu không? Anu-wa-na hoài Na-na đồ ăn cái thứ tâm không thay đổi, tiếp tục nhìn thấy đoạn bị hư để quán thấy thực tính đó, khỏi nó buồn, khỏi lên tiếc, khỏi lên khổ, khỏi lên khóc mất hết. Hiểu chưa? Rồi ta nghĩ đây ta ngồi thiền rồi. Không có đi làm gì đâu. Áp mà tới rồi cứ tự cho nó nhìn luôn nha, đừng có nghĩ nha. Áp tới nhìn luôn, nghĩ nha. Trong ba giới bốn loài và cho tất cả chúng con
màu, sớm màu được hưởng, sớm màu được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu điều nhau cả thảy, điều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, long vương thành thực có nhiều, đồng sinh quan thị phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo ứng bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cùng trời đau lời thọ nhạc, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cũng là, bọc trời vô tương được mà hương an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rời, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo quân dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày đi lai. Xa thù xa thù xa thù. Biết tự quan hỷ không? Dạ quan hỷ. Đã nghe sư tặng ánh mấy lần nữa. Dạ. Có nghe kẹt. Sư Tăng Hán sẽ nhắc quý Phật tử nghe kịp à. Khi mà Tăng Hán tức là ta có cái có người đạt tới ngũ thiền đó. Ngũ thọ. Nên sư phải nhắc. Rồi quý tử ứng dụng bữa nay trong cái bài học bữa nay cái pháp hành này được không? Có áp dụng. Hả? Áp dụng. Thấy hả? Không chưa thấy được nhưng mà có. Chưa thấy được. Cái đoạn đầu con bị vô ra, nhưng mà cái đoạn sau này á, con ấy vô về cứu, con đau, cái đau bệnh á, con có quán, con thì cái vô lúc đó con được cái sự an rất là an lành. Dạ. Nó gọi là hỷ giác chi. Dạ. Hỷ giác chi, và hỷ giác chi nó sẽ đi đến khinh an giác chi. Khinh an giác chi rồi xong xuôi mới tới là thịnh giác chi, rồi xả giác chi, mới gần. Lúc đó giai đoạn đó đó là thắc giác chi nó đến với mình đó, thì lúc đó đó các quý tử mình đó ở cái trong cái định thức đó là hỷ giác chi á, mà khi mình thấy được một cái sự thật rồi đó, cái sự thật này đó giờ mình chưa từng thấy á, cái mình vui lên, mình thích lên liền à, cái tìm ra được cái đó là hỷ giác chi đó. Để tự nghe kèm anh đó, là mình chưa có thấy, mình chưa có tìm, mình chưa có gì mình được hưởng được sự thật. Để tự nghe nghe phải không? Một số các vị Phật tử đó, hành giả đó bị cái nghiệp nó nặng đó, khi mà thấy được sự thật đó hoảng hốt sợ hãi, cái nghiệp đó nghiệp bất thiện. Cái như là mình guilty vậy đó, mình thấy cái gì đó mình guilty, mình hoảng hốt mình sợ hãi đó, đó là nghiệp bất thiện nó kéo lo mình lại. Nhưng mà khi mình không có guilty á, mình nhìn thấy được sự thật đó, mình lại đó là hỷ giác chi. Hỷ giác chi nó lên. Do đó đó có hai cái hiện tượng đó, có những người họ ngồi á, cái gương mặt họ thản nhiên và họ sảng khoái, có người họ ngồi châu mài nhăn nhót, là cái nghiệp đó nó đến chứ không phải là pháp nó đến. Như từ nghe kịp không? Do đó đó cái hai cái hiện tượng nó rất là quan trọng và rất là chính xác ngay khi nó hiện bày.
Chính do đó đó, khi mà mình thấy cái hỷ giác chi lên đó là mình tới cái khinh an giác chi được liền. Hỷ giác chi mình thấy đó, là mình thích cho nó, nó gớt cho lại thiện chỉ liền à. Mình lại tiếp tục đi nữa đó, mình mới thấy được cái pháp nó đi tới nữa, nó sâu hơn nữa, là nó rõ cái thực tính hơn nữa. Thì lúc đó khinh an tới định cái xả giác chi, cái mình mới qua cái tuệ quán là nên chúng nó dành là cái lần tới nghe kèm mà là chưa rồi anh đấy ở lúc một tuần nào nó như con coi được tâm có thay đổi không, có thay đổi không, thì trước thì cho người tỏ tâm tiền này người ta không có tâm tâm nha nhưng mà không có người nói tăng nha. Dạ, vậy là mình giữ được cái danh, giữ được cái tâm không thay đổi. Quý tử nãy sẽ nói, quý tử thấy ông nhìn thấy dập thịnh nó hư. Bây giờ quý tử nhìn thấy dập thịnh nó hư á, quý tử có buồn, quý tử có tiếc, nó có trở lại cho nhìn mình được không? Không có. Cái đó là một cái để mình nhìn thấy được cái thực tính là vậy đó. Khi mà cái danh sắc cái này nó hoại rồi đó, cái sắc bát này nó hoại diện đó, quý tử nhìn thấy nó, mình thấy nó, quý tử có sửa lại được nó không? Không sửa là được, nó hoại rồi thì nó không có sửa được, nó đi tới bữa nay không có tới bữa nay thì nó tới chỗ khác, không tới chỗ này tới chỗ khác, không tới bữa nay tới ngày kia, tới ngày nọ, tới năm sau nó cũng tới. Do đó đó mình nhìn thấy khi là đã ra sự thật rồi đó, sự thật đó mình không có cần phải thay đổi tâm lý của mình nữa, mình cứ nhìn tiếp nữa mình mới ra được. Anh đừng nghe kêu không? Cái bản để còn rõ ràng không? Sắc nó có thay đổi đi nữa, danh không được thay đổi, mà tiếp tục niệm vào sắc đang thay đổi đó để mình yêu sâu hơn nữa. Đừng nghe kèm không? Cái nếu mà mình thay đổi đó thì mình không thấy được thực tính, lúc đó mình này là buồn nè, tiếc nè, khổ nè, đau nè, khóc hay là sợ nè, hoảng hốt nè, đến liền nè. Mà cái khi mình làm cái đó mình bắt đi cái một cái sự thật về sắc pháp. Sắc pháp nó là bạn của danh pháp, mà nó cho mình thấy được thực tính của cuộc đời này, thực tướng cuộc đời này đó là vậy này. Chứ mình đâu đi nhìn ai đâu, mình đi nhìn xác chết của người khác đâu có cảm xúc, xác chết của người khác không cảm xúc, chết của mình mới là đáng sợ. Nhìn chết của người khác đâu cảm xúc, người ta chết rồi, người chết người ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo lần lượt đến thiên tàng, cái đó mình mới sợ chứ. Nên quý Phật tử nhìn thấy á, sắc pháp đó là bạn của danh pháp, chứ không có đâu hết đó. Quý tử đâu có nhìn sắc pháp của người khác được, khoảng nè, mình nhìn sắc pháp của người khác không có cảm xúc, nhìn sắc pháp của người khác không cảm xúc, mình nhìn sắc pháp của mình mới là cảm xúc, mà cảm xúc có cái danh mình mới thức tỉnh, cái danh mình mới thức tỉnh, cái danh là cái biết. Nó mới thức tỉnh nó mới giác ngộ, rồi mới giác nị chứ. Trời ơi, xin nghe. Dạ, thưa sư thì con sẽ ở đâu tuần quá, nó mới bắt đầu liên lạc phải đâu nhưng mà không bắt được. Nhưng sau về sau lại đau quá rồi con quá rồi nè. Cái đau này là cái chân nó đau chứ phải con đau, cái thân nó đau chứ phải con đau. Dạ. Yeah. Cái tâm mình nó có đau. Dạ vâng, con thấy thân đau chứ phải tôi đau không đau. Dạ, yeah, tâm tâm đau. Đó, tôi con được trở lại, con hơi thở. Dạ. Yeah. Nó đau ra đấy, cái này thân này đau chứ phải tôi đau. Dạ. Yeah. Sau đó mình thấy nó mới nhẹ đi. Nó nhẹ vâng. Chứ không mình sợ mình cuốn theo, nó cuốn theo. Quý Phật tử nghe kìa mà, nó cuốn theo vậy. Cái sắc pháp nó giống như môi hở thì ăn lạnh á, Việt Nam mình nói câu đó đó, môi hở ăn lạnh, nó liên đới nhau chặt chẽ lắm, danh sắc nó liên đới chặt lắm. Nhưng mà thật ra nó hai cái, nó không có chung cái. Sư nói với tử nghe, cái tay của tử để trên cái bàn này đó, nó cũng có khoảng cách nè, chứ đâu phải nó vô liền cái đâu. Nó có khoảng cách, nó không có cách, nó không có liền nữa. Giờ sư để cái tay trên cái bảng này, nó cũng có khoảng cách, nó đâu có liền được đâu. Chính cái đó nên nó gọi là bắt tương ưng. Mà bắt tương ưng nó không có hòa trộn được, mà không hòa trộn thì không thể nào thành khó được. Nó phải tách lại, nó phải tách rời kịp pháp. Do đó mình phải tìm ra được chân lý. Đức Phật nó là chân lý. Chân lý là gì? Là sách chá, nó là đế đó, nó là chân đế đó, là sự thật đó. Mà sự thật rồi đó là phải thức tỉnh nè, chứ không có mê nữa, trừ khi mình ngủ thiền thôi.
trừ khi ngủ thiền thôi. Quý Phật tử ngủ thiền thì không có ai nói được gì hết á. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền, mình có thấy thì là thức tỉnh, là thức tỉnh sự thật chứ. Thức tỉnh sự thật chứ, thực tập có thức tỉnh mới giác ngộ chứ. Mình bị lầm mê hoài, nên Đức Phật gọi là gì? Vô minh. Đó là vô minh, để lầm mê. Mình không thấy được sự thật. Bữa nay mình được có phép, được quyền, mình được có cơ hội, được thuận duyên, mình thành được sự thật, mình nhìn được sự thật, mình nhìn đi. Họ lại không chịu nhìn. Mình ngủ bao nhiêu lần rồi? Nhà ngủ nè, biết bao nhiêu giờ ngủ rồi, vô đây còn có giờ cũng ngủ nữa. Quý tử nghe không? Hay là mình không có làm được sự thật, mình không thấy được sự thật. Bây giờ nghe kìa mà, sẽ để bạn thì còn rõ ràng đó, chứ đó hết đó. Thấy không nè, niệm và tới định nó cái tuệ. Mà niệm á, là mình thấy được cái tê nhất mỗi nào, mình nhìn sâu vô. Cái định mình lên là gì? Là ngoại diệt, mình quyết định ra, ra đi. Cái tuệ nó lên liền, vô thường có đau vô nhà, không có chạy đâu hết. Quan nghĩ à, xin nghe. Thưa sư, nếu mà tê nhất mỗi đau có chút xíu nữa là ít thật đâu, no. Có khi cả một đời mình chưa hết nữa. Nhưng mà hôm nay con không có bị tê nhất. Dạ, đó là tốt rồi đó. Nhưng con cứ bị cô được, đang được ở Khinh An Nhất Chi. Thì cô không bị tê nhất mỗi đau là cô đang được Khinh An Nhất Chi. Cứ theo dõi hơi thở hoài. Dạ, nhưng mà không có định Nhất Chi. Không định. Cô thiếu cái định Nhất Chi. Không có định Nhất Chi. Không định Nhất Chi thì cô không có tuệ phát sanh. Định Nhất Chi là tuệ phát sanh. Trời ơi. Đâu có đi tìm. Pháp mình không có đi tìm. Pháp đến để mình thấy chứ không phải pháp mình đi tìm. Pháp đi tìm đó là mình đó là tưởng. Pháp đến là niệm. Mình thấy chứ không phải là tìm. Quý tử nghe kêu, quý tử không bao giờ đi tìm được pháp. Ai mà tìm được pháp đó thì người ta giác ngộ á, sao người ta đạo quả, người ta giải thoát sao? Mấy phật tử nghe kêu không? Giống như mình đi tìm một hầm mỏ vậy đó. Mình đi tìm hầm mỏ vậy đó. Nếu mà mình tìm ra được hầm mỏ đó là mình được hưởng, phải không nè? Còn nếu như mình tìm không được hầm mỏ gì, mất cả công sức của mình. Nghe kịp không? Mà Đức Phật để khai thác một hầm mỏ còn dễ hơn khám phá được cái tâm của mình. Đức Phật nói vậy đó, khai thác một hầm mỏ còn dễ hơn khám phá được cái tâm mình. Mà khi mà mình khám phá được tâm mình á, là mình chinh phục cả thế gian này được. Không có cái gì mình không có tìm ra được. Xin nghe. Định là khi nào mình thấy nó phát sanh lên á, là mình mới ra định. Còn mình theo dõi thở hoài mình có niệm không mà? Phát sanh lên sanh diệt hay là dài ngắn vô thường vô đau vô ngã, đó là định đó. Lúc đó là định đó. Tại vì tâm mình không có phóng nữa, mình mới thấy được. Còn nếu mà không thấy á, là mình không có định. Tự nhiên thế này nè, khi quý tử thấy là ví dụ giờ quý tử như trường hợp cô Dung này nè, mà không thấy tên nhất mô đa bữa nay, cái thân mình được khinh an đúng không, thì mình phải theo dõi cái hơi thở dài ngắn vô nhanh chậm nặng nhẹ mau lẹ, đó là cái pháp sanh diệt, đó là định nó lên. Mà mình lại ngộ trong hoài phải co thấy tên nhất mô đa mới thấy, đúng. Thật ra là hơi thở cũng là một điểm để mình thấy vậy đó đó. Tình hình nên sư mới nói cô không có định Nhất Chi là vì sao? Tâm cô đi ra rồi. Hiểu chưa? Không, định nó sâu mới lên tuệ. Định mới mạnh nó mới lên tuệ. Định mới lên mạnh mới lên tuệ. Tức là xác ra định rồi tới cận định rồi tới mới định, định mới lên tuệ lên. Cái đó đó, mình phải deeply mới được á, mình thấy rõ rồi đó. Chứ mà khi tâm mình mạnh vô đó, mình định vô đó, chú tâm vô đó, chăm chú vô đó mà không có phóng tâm đi cảnh này kia đó, tuệ nó mới sanh lên. Chỉ có đó là cơ hội. Đó là cơ hội. Mà cơ hội đó mình không nắm bắt được đó, không có lấy bắt được cái tuệ. Kịp chưa? Dễ lắm, dễ sợ lắm. Mà mấy cô tử mất nhiều cơ hội là tại không kinh nghiệm. Cái lúc con ngồi con không có bắt được hơi thở nhiều. Không thấy hơi thở nhiều, mình theo. Nên theo người mình điểm cái tiếp những các điểm tiếp xúc. Con thấy cơ thể nó lên. Dạ, dạ. Đó mình theo dõi. Thì mình niệm. Không có sao, tại vì có nhiều người á, cái niệm cái thở người ta có tới ngược à, cái người ta lên chỗ này xíu người ta gào liền à, đó giờ mình không để chứ,
khi mình để mình mới thấy hơi thở mình dài ngắn nhanh chậm lẹ màu mình mới thấy. Khi mình thấy vậy đó mình mới hiểu được cái nghiệp của mình và cái kiếp sống của mình và cuộc đời của mình. Xong rồi đó mình bỏ ra, mình bắt đầu đi tiếp với những gì của nó. Thì những cái gì nó không có nữa đó, mình tìm cái những cái gì nó đang có của mình. Nghe chưa? Nghe chưa? Là có thêm kinh nghiệm mà ha. Qua nghĩ không? Anh thầy. Qua chưa? Ta nghĩ. Rồi ta. Qua nghĩ ha. Rồi quý tử về qua quân tập thêm cho nó quen. Nghe chưa? Sư cho con hỏi. Sư nghe. Nếu mà sư nói là mình theo dõi hơi thở mình, thì lúc đó mình theo dõi hơi thở mình thì giống như sư dặn, sư nói là tiểu quan nghiêm, đại quan nghiêm thì mình cũng theo dõi luôn lần hay sao? Không, cái tiểu quan nghi cô đang có thì mới có, mới có mới niệm. Còn cô không có tiểu quan nghi, cô đang ngồi đó là đại quan nghi thì cô niệm hay biểu đó thôi, chứ cô đang niệm phải hoài thôi. Nhưng mà mình không có chú ý đó à? Không, mình cứ theo dõi những cái hình bài chứ không có chú ý cái là những cái gì đang có. Chúng con nghe kèm những gì nó đang có bài thì mình cần. Nhưng mà chú ý những cái mình đang có phải chú ý. Ví dụ mình nhúc nhích thì mình biết là mình đang nhúc nhích. Nhúc nhích thì mình niệm cái nhúc nhích. Ồ, ok, mình niệm, ok. Thì mình cứ gì là mình niệm thôi, mình cứ theo dõi. Ok, con hiểu. À, nhúc nhích thì mình niệm cái nhúc nhích. Rồi nếu nhọc nhọc nhọc, niệm nhọc nhọc. Con hiểu. Nghe kiểu không? Nói những cái gì đang có. Mà không có mình định niệm. Không có, không có thì mình niệm cái gì? À. Thì ví dụ mà mình không có hết thì mình đang tưởng tượng gì vậy? Thế hơi thở. Hơi thở thôi, ok. Hơi thở dài ngắn nhanh chậm mau lẹ. Chỉ là hơi thở thôi. Dạ. Trở lại. Dạ. Ba là đổ phụ nhau lớp bạn lớp học người ta phụ nhau đổ kẹp nha. Dạ. Dạ. Dạ.